hôm together. Chúng ta sẽ tiếp tục với bài giảng về toán 10, bài số 2, tập hợp và các phép toán trên tập hợp. Bài này chúng ta có các thuật ngữ sau, tập hợp, tập con, tập hợp bằng nhau, tập rỗng, hợp, giao, hiệu của hai tập hợp phần bù của một tập con biểu đồ ven. Về kiến thức kỹ năng sau bài học ngày hôm nay thì các em cần nắm được cách nhận biết các khái niệm cơ bản về tập hợp, thực hiện các phép toán trên tập hợp và vận dụng giải một số bài toán có nội dung thực tiễn, sử dụng biểu đồ ven để biểu diễn tập hợp và các phép toán trên tập hợp. Câu lạc bộ lịch sử có 12 thành viên không có hai bạn nào trùng tên, tổ chức hai chuyên đề trên một phần mềm họp trực tuyến. Tên các thành viên tham gia mỗi chuyên đề được hiển thị trên màn hình. Ở đây chúng ta có màn hình 1.1, gồm có hai màn hình. Có bao nhiêu thành viên vắng mặt trong cả hai chuyên đề nhị? Bài học này sẽ giúp các em trả lời câu hỏi trên bằng kiến thức cơ bản về tập hợp và các phép toán trên tập hợp. Như vậy đây chính là nội dung gợi mở cho cái bài toán về tập hợp. Chúng ta sẽ học bài toán tập hợp, sau đó chúng ta sẽ quay trở lại cái phần mở đầu này để chúng ta xem lại và chúng ta sẽ trả lời câu hỏi của cái phần mở đầu này nhé. Một nhỏ, các khái niệm cơ bản về tập hợp. A. Tập hợp. Hoạt động số 1. Trong tình huống trên, Gọi A là tập hợp những thành viên tham gia chuyên đề 1. B là tập hợp những thành viên tham gia chuyên đề 2. Câu hỏi A: Nam có là một phần tử của tập A không? Ngân có là một phần tử của tập B không? Hãy mô tả các tập hợp A và B bằng cách liệt kê các phần tử. Như vậy ở đây chúng ta sẽ trả lời hoạt động 1 dựa trên cái nội dung ở hình vẽ 1.1 ở trên. Câu hỏi ở đây là trong cái tình huống trên nếu gọi A là tập hợp những thành viên tham gia chuyên đề 1. Các em chú ý đây chính là chuyên đề 1. Vậy chúng ta có tên các cái thành viên. B là tập hợp những thành viên tham gia chuyên đề 2. Đây là chuyên đề 2 và đây là tên các thành viên tham gia chuyên đề 2. A. À, Nam có là một phần tử của tập hợp A không? Chúng ta nhìn vào tập hợp A, tức là những cái thành viên trong chuyên đề 1 và chúng ta tìm xem có tên của bạn Nam không? Như vậy ở đây chúng ta thấy trong chuyên đề 1 có một bạn tên là Nam. Do đó câu A này chúng ta sẽ trả lời là Nam là một phần tử của tập hợp A. Câu hỏi tiếp theo, ngân có là một phần tử của tập hợp B không? Chúng ta nhìn vào chuyên đề 2, chuyên đề 2 chính là tập hợp B. Nhìn vào chuyên đề 2 và chúng ta tìm xem có tên ngân ở đây không? Như vậy ở đây chúng ta thấy không có bạn nào tin là ngân cả. Sau đó câu hỏi này chúng ta sẽ trả lời là ngân không là phần tử của tập hợp B. Câu B, hãy mô tả các tập hợp A và B bằng cách liệt kê các phần tử. Bây giờ để liệt kê các phần tử thì chúng ta sẽ liệt kê như sau. Tập hợp A gồm những bạn có tên tham gia ở chuyên đề số 1. Như vậy ở đây chúng ta sẽ viết A bằng và chúng ta dùng dấu móc để liệt kê các phần tử. Trong các cái phần tử ở đây chính là tên của các bạn. Như vậy ta có Nam, Hương, Chi, Tú. Bình, Ngân, Khánh. Vậy các em sẽ viết tên của tất cả các bạn vào đây và giữa các cái tên này chúng ta sẽ ngăn cách bởi dấu phẩy. Nam, Hương, Chi, Tú, Khánh, Bình, Ngân Rồi, hết các phần tử chúng ta sẽ dùng dấu móc để đóng lại và các em chấm. Như vậy chúng ta có tất cả các phần tử của tập E. Ở đây chúng ta sẽ có tất cả là 7 phần tử. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi bây giờ chúng ta tương tự để viết cho tập B. Tập B ở đây chúng ta gồm các bạn có tên là Hương, bạn Hương, Chi, Tú, Khánh, Bình, Hân, Hiền, Lam. Đây chúng ta có 8 bạn. Vậy các em sẽ liệt kê tên của 8 bạn vào đây. Hương, Chi, Tú. Nhớ là giữa các phần tử này chúng ta dùng dấu phẩy. Khánh, Bình, Hân, Hiền, lam đã đóng móc lại và chấm. Như vậy đây chính là cách chúng ta mô tả các tập hợp A và B bằng cách liệt kê phần tử. Liệt kê có nghĩa là chúng ta có những phần tử nào thì chúng ta viết các phần tử đó vào đây và các phần tử nhân cách nhau bởi dấu phẩy. Và để liệt kê phần tử thì chúng ta sẽ dùng dấu móc ở bên trái và dấu móc ở bên phải để kết thúc tức là đóng các phần tử này chúng ta sẽ viết trong hai cái dấu móc. Đó là hoạt động số 1. Và chúng ta sang hoạt động số 2. Cho tập hợp C bằng châu Á, châu Âu, châu Đại Dương, châu Mỹ, châu Nam Cực, châu Phi. A. Hãy chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp C. B. Tập hợp C có bao nhiêu phần tử? Ở đây chúng ta thấy rằng trong tập C này thì tất cả các cái tập này các cái phần tử đều bắt đầu bằng chữ châu đúng không? châu Á này, châu Âu này, châu Đại Dương này châu Mỹ, châu Nam Cực và châu Phi đúng không? Như vậy có nghĩa là tính chất đặc trưng của các phần tử trong tập C này chính là liệt kê tên các châu lục đúng không? Sau đó ở đây chúng ta sẽ có thể trả lời A, đó là ở hoạt động số 2 nhé Ta sẽ trả lời Tập hợp C Tập hợp à, Tính chất đặc trưng Cho các phần tử của tập hợp C Vậy em sẽ trả lời là Các phần tử của tập hợp C Đều nêu là Tên của các châu nục Các phần tử Của tập hợp C Các phần tử Của tập hợp C là tên của các châu lục là tên các châu lục trên thế giới đó là ý a ý b người ta hỏi chúng ta là tập hợp c có bao nhiêu phần tử như vậy ở đây các phần tử này ngăn cách với nhau bởi các dấu phẩy ở đây chúng ta có châu á châu âu châu đại dương, châu Mỹ, châu Nam Cực và châu Phi. Chúng ta đếm này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ở mỗi một phần tử ngăn cách với nhau bởi dấu phẩy. Cho nên chúng ta sẽ trả lời là tập hợp C có 6 phần tử. Có 6 phần tử. Đó là hoạt động số 2 chúng ta có phần chú ý này có thể mô tả một tập hợp bằng một trong hai cách sau cách một là liệt kê các phần tử của tập hợp cách hai chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp như vậy trong cái hoạt động số 1 này đó là chúng ta đã thực hiện là liệt kê các phần tử đây chính là cách để liệt kê các phần tử và Cách thứ hai đó là chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử. Như vậy ở hoạt động 2 trong cái ví dụ A này, chúng ta thấy rằng chỉ cần chỉ ra tính chất đặc trưng của tập hợp C này thì chúng ta cũng có thể là biết được các phần tử của tập hợp C là những phần tử nào. Đó. Nếu A thuộc vào S thì phần tử A thuộc vào tập S. A phần tử a không thuộc vào tập S thì chúng ta ký hiệu như này a không thuộc cho nên chúng ta cần ghi nhớ cái này đó là chúng ta ký hiệu cái này các em sẽ đóng nội dung này chúng ta sẽ viết vào trong vở nhé đây là những nội dung chúng ta viết vào vở tức là ta dùng ký hiệu này ký hiệu a này đó, ký hiệu này ta đọc là thuộc S. A lúc này là viết bằng chữ in thường, còn S thì viết bằng chữ in hoa. Tập hợp thì chúng ta viết bằng chữ in hoa. Còn phần tử chúng ta sẽ viết bằng chữ in thường. Và với cái ký hiệu này chúng ta sẽ đọc là phần tử A thuộc tập S. Tương tự này, chúng ta có thể ký hiệu là A thuộc nhưng bây giờ chúng ta gạch chéo một cái. S thì chúng ta sẽ đọc là Tập hợp, à, phần từ A không thuộc tập hợp S. Gạch chéo một cái nữa thì chúng ta đọc là không thuộc. Như vậy chúng ta đọc lại này. Phần từ A thuộc tập hợp S. Phần từ A không thuộc tập hợp S. Ví dụ 1, cho D bằng N thuộc N xa, N đúng không ạ? Tức là N là số tự nhiên n là số nguyên tố sao cho năm nhỏ hơn n nhỏ hơn 20. Nếu n là số tự nhiên mà n này là số nguyên tố thỏa mãn điều kiện này. Ở vậy thì câu A người ta yêu cầu là dùng ký hiệu thuộc, không thuộc để viết câu trả lời cho câu hỏi sau. Trong các số 5, 12, 17, 18 Số nào thuộc tập D, số nào không thuộc tập D? Viết tập hợp D bằng cách liệt kê các phần tử. Tập hợp D có bao nhiêu phần tử? Rồi như vậy để biết được là các cái số này có thuộc vào tập hợp D hay không thì bắt buộc chúng ta cần phải kiểm chứng. Thứ nhất là các cái phần tử này nó phải là số tự nhiên và nó nằm trong khoảng từ 5 đến 20 đồng thời nó phải là số nguyên tố, phải ta kịp nam bằng 5, à, n phải lớn hơn hẳn 5. Sau đó này, chúng ta sẽ trả lời ngay là 5 sẽ không thuộc vào tập D. Bởi vì ngay ở đây chúng ta có là n phải lớn hơn hẳn 5. Đó. 5 là không thuộc tập D luôn nhá. Yeah. do đó cái ví dụ 1 này chúng ta sẽ trả lời như sau. Ở đây thì n là số thuộc tập hợp D nó sẽ phải thỏa mãn đồng thời là hai điều kiện Điều kiện thứ nhất là n nó phải là số nguyên tố. Điều kiện thứ hai là n phải lớn hơn 5 và nhỏ hơn 20. Vì vậy chúng ta kiểm tra thỏa mãn đồng thời hai điều kiện này thì nó mới là phần tử thuộc vào tập D. Do ừ. đó câu A chúng ta thấy ngay là 5 nó đã không thỏa mãn cái điều kiện thứ hai rồi. Đó. 5 này. Ừ. Không thuộc D ở đây người ta chỉ yêu cầu chúng ta là gì? Dùng ký hiệu nhá, dùng ký hiệu này để viết câu trả lời thôi. Đó. Rồi, như vậy chúng ta thấy rằng 5 là không thuộc D. Tiếp theo số 12 có thuộc D không? Thì 12 này nó đã thỏa mãn lớn hơn 5 và nhỏ hơn 20. Vậy bây giờ ta kiểm tra xem n có thỏa mãn là số nguyên tố không. n là số tự nhiên rồi. Đó. Ừ, à, ở đây như vậy chúng ta sẽ phải là vừa số tự nhiên vừa số nguyên tố này vừa thỏa mãn này đúng không? vậy 12 số nguyên tố là số chỉ chia hết cho một và chính nó thì ở đây ta thấy 12 là một số chẵn thì có thể chia hết cho hai nữa do đó 12 không thể là số nguyên tố rồi vậy chứng tỏ rằng 12 cũng không thuộc D bởi vì 12 này nó là không phải là số nguyên tố ừ. vì này Chỗ này chúng ta có thể giải thích là vì 5 nhỏ hơn n nhỏ hơn 20. Đúng không? 5 thì không thể nhỏ hơn được. Đúng không ạ? Vì 12 không là số nguyên tố. Không, không là số nguyên tố. Người 2 không là số nguyên tố. Tiếp theo chúng ta sang số 17. 17 là một cái số tự nhiên rồi và nó thỏa mãn lớn hơn 5 nhỏ hơn 20. Và chúng ta thấy 17 là một số chỉ chia hết cho 1 và chính nó tức là chỉ chia hết cho 1 và 17 thôi. Do đó 17 nó là số nguyên tố. Như vậy số 17 này thỏa mãn tất cả các điều kiện của những cái phần tử nằm trong tập D. Do đó chúng ta kết luận rằng 17 là thuộc vào D. Tiếp theo với số 18 thì chúng ta thấy rằng 18 cũng là một số chẵn cho nên 18 này chia hết cho 2 vì vậy 18 không phải là số nguyên tố do đó 18 không thuộc D chúng ta ghi 18 không thuộc D rồi đấy là ý A, ý B này viết tập hợp D bằng cách liệt kê các phần tử rồi, như vậy chúng ta viết tập D tập D ở đây gồm những phần tử Đầu tiên là lớn hơn 5 và là số tự nhiên thì là 6. 6 thì là một số chẵn như vậy 6 chia hết cho 2 cho nên nó không phải số nguyên tố. Tiếp theo đến số 7. 7 là số nguyên tố bởi vì 7 chỉ chia hết cho 1 và 7. Như vậy ta có phần tử thứ nhất là 7. Tiếp theo đến số 8 thì 8 cũng là một số chẵn. Như vậy tất cả những số chẵn sẽ không phải là số nguyên tố không? Ừ. Như vậy ta liệt kê các cái số ra. Số 9, 9 là một số lẻ nhưng 9 lại chia hết cho 3. Như vậy 9 cũng không phải là số nguyên tố. Tiếp theo đến số lẻ tiếp theo là số 11. 11 chỉ chia hết cho 1 và 11, đó là số nguyên tố. Đến 13 cũng chỉ chia hết cho 1 và 13, nó là số nguyên tố. Tiếp theo đến 15, 15 thì lại là chia hết cho 5, do đó nó không phải số nguyên tố. Tiếp theo đến 17, như vậy ta có 17 là số nguyên tố. 19, có 19 cũng chỉ chia hết cho 1 và 19. Như vậy ta có được D gồm các cái phần tử là 7, 11, 13, 17, 19. Tập hợp D có bao nhiêu phần tử? Như vậy ở đây chúng ta đếm số lượng các phần tử thì ta có này. 1 phần tử, 2 phần tử, 3 phần tử, 4 phần tử, 5 phần tử, như vậy tập hợp D sẽ có 5 phần tử. Ta trả lời vào đây. Tập hợp D có 5 phần tử. Rồi, đó là ví dụ số 1. Chúng ta sang tiếp phần chú ý. Chú ý ở đây đó là số phần tử của tập hợp S được ký hiệu là NS chúng ta chú ý ở đây chẳng hạn tập hợp A trong hoạt động 1 có số phần tử là 7 ta viết NA bằng 7 như vậy chỗ này chúng ta cần ghi nhớ cái chú ý này đó là gì khi chúng ta muốn ký hiệu số phần tử của tập hợp thì chúng ta sẽ viết nó chính là NS đối với số phần tử của tập S. Cái này chúng ta cần viết vào trong vở. Số nào thuộc tập nghiệm của phương trình x bình cộng 1 bằng 0? Không? không có số nào vì phương trình vô nghiệm. À, như vậy ở đây chúng ta thấy rằng là tập hợp không chứa phần tử nào được gọi là tập rỗng, ký hiệu là các bạn chú ý này. Đó. Như vậy ở đây có một bạn hỏi rằng là số nào thuộc tập nghiệm của cái phương trình x bình cộng 1 bằng 0 thì bạn nữ có trả lời là không có số nào vì cái phương trình này là vô nghiệm chứng tỏ rằng cái phương trình này người ta còn gọi là không có có phần tử nào đúng không? thuộc vào cái tập nghiệm của cái phương trình x bình cộng 1 bằng không do đó chúng ta có thể trả lời là tập nghiệm của cái phương trình này là tập rỗng luyện tập 1 gọi x là vậy ở đây chúng ta cũng cần phải ghi lại cái nội dung này vào trong vở và nhớ cái ký hiệu tập rỗng chúng ta sẽ viết số giống như số 0 như thế này. Sau đó chúng ta gạch một cái. Thì đây gọi là tập rỗng. Nhá. Ký hiệu này chúng ta sẽ đọc là tập rỗng. Tập rỗng là tập không chứa bất kỳ một cái phần tử nào cả. Nguyện tập 1 này. Gọi x là tập nghiệm của phương trình. X bình phương trừ 24x cộng 143 bằng 0. Các mệnh đề sau đúng hay sai? Ở đây chúng ta có a 13 thuộc x, 11 không thuộc x. nx tức là số phần tử của tập hợp x bằng 2. Thế thì để trả lời được những câu hỏi này thì chúng ta thấy rằng do x là tập nghiệm của phương trình, vì vậy bước thứ nhất là chúng ta cần phải giải phương trình này ra để chúng ta kiểm tra xem là x này có tập nghiệm gồm những phần tử nào. Từ đấy chúng ta mới có thể kết luận được các cái mệnh đề này đúng hay sai. Ừ. Như vậy bước thứ nhất là chúng ta sẽ đi giải phương trình. Ừ. Luyện tập 1. Cái phương trình của chúng ta có ừ. luyện tập 1 này. Phương trình ở đây của chúng ta là x bình phương trừ đi 24x cộng với 143 bằng 0. Thì với cái phương trình này thì chúng ta sẽ sử dụng máy tính cầm tay để chúng ta bấm. Nào, bây giờ chúng ta sẽ bấm trên máy tính cầm tay. Rồi chúng ta sẽ bấm giải phương trình bậc 2 như sau. Các em bấn menu 9, 2, 2. Bây giờ ta nhập hệ số này. 1 trừ 24 143 bằng như vậy ta được x1 bằng 13 x2 bằng 11 như vậy với phương trình bậc 2 thì chúng ta có được hai nghiệm đó là 11 và 13 thì khi đó thì lúc này chúng ta sẽ có nghiệm như sau x bình phương trừ 24x cộng 143 bằng 0 thì chúng ta tương đương với x của chúng ta bằng 11 hoặc là x bằng 13. Thì với cái phương trình này thì khi chúng ta giải ra nghiệm của phương trình rồi thì chúng ta có thể kết luận cho tập hợp x. Không? Vậy lúc này chúng ta sẽ có này x gồm các phần tử đó là 11, 13. Vậy từ đây chúng ta kết luận cho mệnh đề sau. Người ta nói mệnh đề là 13 thuộc vào tập X. Như vậy với cái mệnh đề này chúng ta kết luận rằng mệnh đề đúng. Rõ ràng 13 là một cái phần tử của X cho nên 13 thuộc X. Mệnh đề thứ hai người ta nói rằng 11 không thuộc X. Nhưng chúng ta nhìn ở đây chúng ta thấy là các cái phần tử của X là có 11. Vậy ở đây chúng ta mệnh đề này là mệnh đề sai. Ý C là số phần tử của x bằng 2. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng là x của chúng ta là 11 và 13. Thì tại ta đếm là 1 phần tử, 2 phần tử. Đúng không? Vậy số phần tử của x là bằng 2. Chứng tỏ rằng đây là một mệnh đề đúng. Mệnh đề đúng. Ở đây chính là luyện tập. together. Một. Ta sang B. Tập hợp con. Hoạt động 3 này. Gọi hát là tập hợp các bạn tham gia chuyên đề 2. Trong tình huống mở đầu, có tên bắt đầu bằng chữ hát các phần tử của tập hợp H có là phần tử của tập hợp B trong hoạt động 1 hay không? Ở cái hoạt động 1 này thì trong cái chuyên đề 2 này, những bạn có tên bắt đầu bằng chữ H thì gồm có bạn Hương, bạn Hiền và bạn Hân. Thì ba bạn này đều là nằm trong cái tập hợp B. Bởi vì tập hợp B là lấy tất cả những bạn này. Đó Vậy bây giờ cái tập hợp hát cũng là lấy một vài các cái bạn trong cái nhóm tập hợp B. Do đó cái câu hỏi này, đúng không? câu hỏi này này, các phần tử của tập hát có là phần tử của tập B không? Thì chúng ta sẽ trả lời là tập hợp hát này là các phần tử của tập hợp hát là các phần tử của tập hợp B. Đó. Rồi chúng ta có phần kiến thức như sau. Nếu mọi phần tử của tập hợp T đều là phần tử của tập hợp S thì ta nói T là một tập hợp con hay gọi tắt là tập con của S. Ta viết T là tập con của S. Chúng ta chú ý cái ký hiệu này. Đọc là T chứa S hoặc T là tập con của S. Thay cho T chứa S à T là tập con của S. À. còn viết là S chứa T, ở đây là T chứa trong S, T chứa trong S, ký hiệu này T không là tập con của S thì đề chỉ T không là tập con của S. Nhận xét từ định nghĩa trên T là tập con của S nếu mệnh đề sau đúng với mọi x x thuộc t thì suy ra x thuộc s quy ước tập rỗng là tập con của mọi tập hợp người ta thường minh họa một tập hợp bằng một hình phẳng được bao quanh bởi một đường kín gọi là biểu đồ ven đây chính là cái biểu đồ ven đây là biểu diễn cho tập hợp x còn đây là biểu diễn cho tập hợp t đây là biểu diễn cho tập hợp s như vậy với cái biểu diễn này chúng ta thấy tập hợp T nằm chọn bên trong tập hợp S, cho nên ta nói tập hợp T này là tập con của tập S. Vậy trong cái phần này chúng ta cần ghi nhớ nội dung sau. Thứ nhất là chúng ta cần ghi nhớ mục này, này. Đã, hai cái mục này, đúng không? Và chúng ta cũng cần ghi lại các cái nhận xét ở đây, Đã, cũng như là cái cách biểu diễn cái biểu đồ Ven chúng ta chú ý khi chúng ta ghi các cái ký hiệu ví dụ ta nói là t ông chứa trong s vậy chúng ta ghi t này một cái chữ giống như chữ u nằm ngang á rồi đến chữ s như vậy ở đây chúng ta sẽ đọc là t chứa trong s hoặc là chúng ta viết ngược lại này s này sau đó viết quay ngược lại đó. như vậy lúc này chúng ta nói là s chứa t đây chúng ta nhìn vào cái biểu đồ ven này thì dễ hình dung nhé t chứa trong S tức là T nó nằm hoàn toàn phía trong của S đúng không cho nên là T chứa trong S rồi S là cái tập lớn hơn cái tập T này mà S này nó chứa luôn cả tập T cho nên ta nói S chứa T và ký hiệu này chúng ta đọc lại này T chứa trong S S chứa T cái ký hiệu nhé chúng ta thấy là chữ U này nó nằm ngang rồi còn trong trường hợp nếu như nó không ví dụ t không chứa trong s thì chúng ta lại viết là t này chứa trong s bây giờ không chứa trong s chúng ta gạch chéo một cái sẽ là t không chứa trong s và tương tự như thế chúng ta cũng có thể viết là s không chứa t gạch ngang một cái Đó. thì sẽ là không chứa còn đối với biểu đồ ven thì chúng ta muốn biểu diễn một cái tập hợp bất kỳ thì chúng ta chỉ cần vẽ một cái hình khép kín như thế này thì đây chính là biểu diễn cho một hình bất kỳ. Ví dụ đối với tập x chẳng hạn. Ở tất cả các tập hợp thì đều thể hiện bằng một cái hình phẳng mà kín như thế này. Ví dụ 2. Cho tập hợp S gồm các phần tử là 2, 3, 5. Những tập hợp nào sau đây là tập con của S? Chúng ta có S1 bằng 3, như vậy chúng ta thấy rằng nếu như mà tập T là tập con của S thì với mọi phần tử nằm trong tập T nó sẽ phải thuộc trong tập S. Vậy bây giờ chúng ta thấy này nếu như S1 này là con của S thì mọi phần tử của S1 phải thuộc vào tập S. Ở đây ta thấy là S1 nó có phần tử là 3 thì rõ ràng ta thấy là 3 nó thuộc vào tập S. Do đó chúng ta kết luận rằng S1 là tập con của tập S. Tiếp theo với S2, chúng ta thấy S2 gồm có phần tử là 0, 2. Vậy chúng ta nhìn vào phần tử 0 thì chúng ta thấy là 0 là phần tử thuộc vào S2 nhưng lại không có trong S. Chứng tỏ rằng mọi phần tử của S2 không thuộc vào tập S, do đó S2 không phải là tập con của tập S. Tiếp theo S3 thì chúng ta thấy S3 gồm có phần tử 3 và 5 thì hai phần tử 3 và 5 này đều có trong tập S. Vậy ta nói S3 này là tập con của tập S. Như vậy dẫn tới là chúng ta có tập S1 và S3 là những tập con của tập S. Và chúng ta có thể minh họa bằng biểu đồ ven giống như sách hướng dẫn. Đó. Nếu nó là tập con thì cái biểu đồ ven của nó phải nằm trọn trong cái tập lớn. Còn nếu như nó không không là tập con thì chúng ta thấy rằng nó có những cái phần tử nằm phía ngoài của của cái tập lớn này. C này, hai tập hợp bằng nhau. Hoạt động 4, Sơn và Thu viết tập hợp các số chính phương nhỏ hơn 11 như sau. Sơn này gồm các phần tử và Thu là T thì gồm các phần tử hỏi bạn nào viết đúng. Hai tập hợp S và T được gọi là hai tập hợp bằng nhau nếu mỗi phần tử của T cũng là phần tử của tập hợp S và ngược lại, ký hiệu là S bằng T. Nếu S là chứa trong T và T chứa trong S thì S sẽ phải bằng T vậy chúng ta có thể nói là S là tập con của T và T thì là tập con của S thì khi đó S sẽ phải bằng T Đúng. nói một cách khác là gì mọi hai cái tập hợp muốn bằng nhau á thì mọi phần tử nằm trong tập hợp này thì sẽ phải gì trùng với mọi phần tử nằm trong tập hợp kia như vậy khi chúng ta liệt kê hoặc là nhìn về số phần tử hoặc là các phần tử ấy, là nó phải giống hệt nhau thì hai tập lúc đấy nó sẽ bằng nhau như vậy bây giờ chúng ta kiểm chứng điều này. không? Hai bạn này là viết tập hợp các số chính phương. Mà các số chính phương này nhỏ hơn 100. Đó. Thế thì các số chính phương mà nhỏ hơn 100 thì chúng ta có những số nào? Đây. không 0 này, 1, không? À, bốn. 4. Như vậy để viết các số chính phương ấy, thì chúng ta nhắc lại này. Số chính phương là số nó có dạng là N bình phương tức là n bình phương với n là số tự nhiên Đó, với từ n là số tự nhiên nhé thì những số có dạng là n bình phương với n là số tự nhiên ấy thì nó sẽ là số chính phương vậy có nghĩa là n bình phương lúc này nó sẽ phải nhỏ hơn là 100 trăm ừ. thì bây giờ chúng ta có những số nào này đầu tiên là n có thể nhỏ nhất là bằng 0 đúng không thì chúng ta sẽ có số chính phương thứ nhất là không n bằng 1 thì 1 bình phương nên ta có bằng 1. n bằng 2 thì 2 bình phương sẽ bằng 4. n bằng 3 thì 3 bình phương là 9. n bằng 4, 4 bình phương là 16. n bằng 5, 5 bình phương là 25. n bằng 6, 6 bình phương là 36. n bằng 7, 7 bình phương là 49. n bằng 8 thì 8 bình phương là 64. n bằng 9 thì 9 bình phương là 81 n bằng 10 thì 10 bình phương là 100. 100 thì không được bởi vì ở đây người ta yêu cầu là phải nhỏ hơn 100. Như vậy ở đây chúng ta gồm có các số này. Đó, như vậy bạn Sơn là bạn ấy đã biết kê đúng. Cho nên là câu trả lời là bạn Sơn là viết đúng. Đó. Bạn Sơn là bạn viết đúng. Còn đối với bạn Thu thì bạn Thu nói rằng n thuộc số tự nhiên, n là số tính chính phương và n nhỏ hơn 100. Như vậy bạn Thu này cũng viết đúng. Bởi vì ở đề bài chúng ta nói rằng là viết tập hợp các số chính phương nhỏ hơn 100. Đó, như vậy ở đây thì bạn liệt kê n là số chính phương nhỏ hơn 100. Là đúng. Đấy. Như vậy cả hai bạn này đều viết đúng. Một bạn là sử dụng cách viết. Bạn Sơn là sử dụng cái cách viết gọi là liệt kê phần tử. Còn bạn Thu là chỉ ra các cái tính chất đặc trưng. À, chúng ta chú ý ở đây như vậy chúng ta sẽ kết luận là bạn Sơn và bạn Thu này là hai bạn này là hai tập hợp bằng nhau. Liệt kê ra bạn Sơn liệt kê là tập hợp S và bạn Thu liệt kê là tập hợp T thì cái tập hợp S này nó bằng với tập hợp T. Chúng ta sang ví dụ số 3. Như vậy ở đây chúng ta cần ghi cái kiến thức này vào trong vở. Ví dụ 3 này cho hai tập hợp C gồm những phần tử n là số tự nhiên n là bội chung của 2 và 3 n nhỏ hơn 30. D là n là tập số tự nhiên n là bội của 6 và n nhỏ hơn 30. Chứng minh rằng C bằng D. Như vậy bây giờ để biết C có bằng D không thì chúng ta sẽ phải liệt kê các phần tử của C ra và liệt kê các phần tử của D ra. Nếu như C và D có các phần tử là giống hệt nhau thì lúc đấy hai cái tập hợp này nó sẽ bằng nhau. Đúng không? Rồi, như vậy bây giờ chúng ta sẽ tìm cách liệt kê các phần tử của hai cái tập này. Ta có này. Ở đây C. C là N là số tự nhiên và N là bộ chung của 2 và 3. Đồng thời N phải nhỏ hơn 30. Vậy C gồm những phần tử nào này? bội chung của 2 và 3 tức là n phải là một số mà chia hết cho cả 2 và 3. Như vậy để tìm bội chung á, chúng ta sẽ lấy 2 nhân với 3 thì ta sẽ được cái cái bội chung nhỏ nhất. Sau đó chúng ta cứ lấy cái bội chung nhỏ nhất đấy chúng ta nhân lần lên với bội nhân với 1 với 2 với 3 lên để chúng ta thu được những cái bội chung lớn hơn. Và khi nó nhỏ hơn 30 thì thỏa mãn còn lớn hơn 30 thì chúng ta dừng lại không như vậy chúng ta có này 2 x 3 thì bằng 6 vậy ta được bội chung nhỏ nhất thứ nhất là 6 bây giờ ta lấy 6 x 2 thì ta sẽ được là bội chung thứ hai là 12 12 ta lấy 6 x 3 ta được bội chung tiếp theo là 18 6 x 4 sẽ là 24 6 x 5 là 30 như vậy ở đây yêu cầu là nhỏ hơn 30 cho nên chúng ta dừng lại đây Tiếp theo cái tập D gồm những phần tử sau. N là bội của 6. Như vậy chúng ta cũng có bắt đầu là bội của 6 là những số chia hết cho 6. Vậy ta có là 6 là bội nhỏ nhất. Sau đó ta lấy 6 x 2 ta được bội tiếp theo 12. 6 x 3 ta được bội tiếp theo 18. 6 x 4 ta được bội tiếp theo là 24. 6 x 5 là 30. Ở đây N nhỏ hơn 30 như vậy ta dừng. Vậy đến đây chúng ta thấy rằng C và D là hai tập hợp mà có các cái phần tử này giống hệt nhau. Do đó hai tập hợp này bằng nhau. Ừ, vậy từ đây đã có. Chúng ta ghi này. C, đúng không? ta chép cái đề bài ra nhé. N thuộc tập số tự nhiên. Đúng không? N là bội của 2 và 3. Bội chung của 2 và 3 đồng thời là n phải nhỏ hơn 30. Đúng không? Từ đây chúng ta suy ra là C bằng còn D ở đây người ta cho là D này gồm góc phần tử lại số tự nhiên sao cho này n là bội của 6. Và n nhỏ hơn 30. Như vậy từ đây chúng ta có được D. Vậy dựa vào C và D này chúng ta kết luận rằng vậy C bằng D đúng không và nó bằng các cái phần tử là 6 12 18 và 24 vậy hai tập hợp này bằng nhau ở đấy là ví dụ số 3 rồi chúng ta sang tiếp theo là luyện tập 2 giả sử C là tập hợp các hình bình hành có hai đường chéo vuông góc D là tập hợp các hình vuông. Các mệnh đề sau đúng hay sai? C là tập con của D. C chứa tập D và C bằng D. Như vậy ở đây chúng ta thấy này, C là tập hợp các hình bình hành mà lại có hai đường chéo vuông góc. Hình bình hành mà có hai đường chéo vuông góc, như vậy nó sẽ trở thành là hình thoi. Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc thì trở thành hình thoi. Mà D là tập hợp các hình vuông. Như vậy thì hình thoi thì sẽ là tập con của hình vuông bởi vì hình thoi mà có các cạnh bằng nhau thì chúng ta sẽ ra hình vuông. Do đó để là hình vuông thì nó sẽ phải là hình thoi đã. Vì vậy C này là tập con của D. Như vậy mệnh đề D là mệnh đề đúng. C lại chứa D. Như vậy là điều này không đúng bởi vì hình à, hình thoi á thì chưa phải là hình vuông đúng không? Đó. do đó là chúng ta thấy rằng C này chứa D là sai như vậy mệnh đề này là sai C bằng D thì C mà không chứa D rồi tức là D không là tập con của C vậy thì hai tập này không thể bằng nhau bởi vì hai tập hợp này muốn bằng sau thì nó phải có là C là tập con của D và D cũng phải là tập con của C thì hai tập C và D mới bằng nhau. Như vậy chúng ta sẽ có mệnh đề A là ở phần A là đúng, còn mệnh đề ở phần B và phần C là sai. Hai này, các tập hợp số A mối quan hệ giữa các tập hợp số tập hợp các số tự nhiên n bằng 0 1 2 3 4 tập hợp các số nguyên z gồm các số tự nhiên và các số nguyên âm. Xét ở đây bằng chấm chấm trừ 3 trừ 2 trừ 1. Để tập hợp các số hữu tỷ Q gồm các số viết được dưới dạng phân số A trên B với AB là số nguyên, B khác không, B là cái mẫu số này nó phải khác không. Số hữu tỉ còn được biểu diễn dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn. Tập hợp các số thực R gồm các số hữu tỷ và các số vô tỉ. Số vô tỉ là các số thập phân vô hạn không tuần hoàn. Như vậy ở đây chúng ta có một loạt các kiến thức chúng ta cần ghi nhớ. Đó. Phải ghi nhớ thứ nhất ở đây đó là gì? Thứ nhất là chúng ta nói lại các cái tập số tự nhiên. Thứ hai là chúng ta nói về tập số nguyên. Thứ ba là chúng ta nhắc lại về tập số hữu tỉ. À, tập số hữu tỉ. Số hữu tỉ đúng không? Thì còn được biểu diễn dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn. Như vậy chúng ta phân biệt giữa số hữu tỷ và số vô tỷ. Số vô tỉ thì là các số thập phân vô hạn không tuần hoàn như vậy chúng ta khi nào chúng ta gặp một cái số mà thập phân vô hạn không tuần hoàn ấy thì nó chính là số vô tỉ còn lại mọi số khác thì sẽ liệt vào là số hữu tỉ và tập hợp số thực thì bao gồm số hữu tỉ và các số vô tỉ tiếp theo chúng ta có này hoạt động 5 các mệnh đề sau đúng hay sai a Mọi số nguyên đều viết được dưới dạng phân số Đúng rồi Bởi vì chúng ta có các số nguyên ở đây Đây chính là các số nguyên Các số nguyên thì gồm có là số nguyên âm và số nguyên dương Ví dụ số nguyên của chúng ta là 3 Thì với số nguyên 3 này ta hoàn toàn có thể viết về phân số là 3 phần 1 Hoặc là 6 phần 2 Đó. Hoặc là số âm 5 thì chúng ta cũng có thể viết về phân số là âm 5/1 hoặc là ta có thể viết là âm nhỉ à? âm 10/2 âm 10/2 vân vân Đấy, chúng ta hoàn toàn có thể viết về dạng phân số Đấy, âm 10/2 cho nên là cái mệnh đề a này là đúng mọi số nguyên đều viết được dưới dạng phân số là một cái mệnh đề đúng mệnh đề này đúng ý B này. Tập hợp các số thực chứa tập hợp các số hữu tỉ. Chúng ta thấy biểu diễn này, tập hợp các số thực đây và tập hợp số hữu tỉ đây. Như vậy ta thấy rằng cái tập hợp số thực này thì nó được uh, bao gồm là tập số hữu tỉ và số vô tỉ, hay đúng không Vậy chứng tỏ rằng là tập số thực chứa tập số hữu tỉ là đúng rồi. Do đó cái khẳng định B này là đúng. Tiếp theo, C tồn tại một số thực không là số hữu tỷ. Một số thực không là số hữu tỷ. Bởi vì chúng ta thấy này số thực thì gồm số hữu tỷ và số vô tỷ. Như vậy nếu chúng ta lấy số vô tỷ trong tập số thực này thì đương nhiên cái số vô tỷ này sẽ không thể là số hữu tỷ được. Do đó tồn tại một số thực không là số hữu tỷ thì đây là khẳng định đúng tồn tại tức là chỉ cần có một số như thế thôi thì nó đã đúng rồi như vậy đây là khẳng định đúng rồi chúng ta chú có một cái chú ý này mối quan hệ giữa các tập hợp số thì ta có là tập số tự nhiên là tập con của tập số nguyên tập số nguyên là tập con của tập số hữu tỷ và tập số hữu tỷ là tập con của tập số thực như đây nhà chúng ta đến đây chúng ta đã mở rộng các cái tập số trong hệ thập phân đúng từ tập số tự nhiên rồi đến tập số nguyên sang tập số hữu tỷ và cuối cùng là tập số thực. Ví dụ 4. Hãy xác định tính đúng sai của các mệnh đề sau. A này, 3,274 thuộc Q. B, căn 2 thuộc R. C, 3/4 thuộc Z. Như vậy ở đây chúng ta thấy này, Q là tập hợp các số hữu tỷ mà tập hợp các số hữu tỉ thì chúng ta thấy là người ta nói là gì được biểu diễn dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn như vậy ở đây ta có một số thập phân đây và số thập phân này là số thập phân hữu hạn bởi vì chúng ta thấy rằng nó kết thúc bởi 3,274 đúng không? chúng ta không có chấm 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 ở sau nữa nếu là vô hạn thì nó còn phải chấm 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 phía sau như vậy đây là số thập phân hữu hạn Do đó nó là số hữu tỉ. Vậy thì mệnh đề này là mệnh đề đúng. B này, căn 2 thuộc R. Vậy thì căn 2 ở đây chúng ta thấy rằng nó chính là số vô tỉ. Và số vô tỉ từ tập tập số thực cho nên là mệnh đề này đúng. 3 phần 4 thuộc Z. Z ở đây là tập hợp các số nguyên. Mà các số nguyên thì phải gồm là các số tự nhiên và các số nguyên âm. Vì vậy ở đây chúng ta thấy rằng là 3/4 là không thể thuộc tập Z được. Vì vậy đây là một mệnh đề sai. Và 3/4 nó là tập số hữu tỉ đúng không? Nó thuộc vào tập số hữu tỉ. Rồi, luyện tập B. Cho tập hợp C gồm các phần tử -4, 0, 1, 2. Các mệnh đề sau đúng hay sai? A này, C là tập con của Z. B, C là tập con của N. C. C là tập con của R. Các mệnh đề sau đúng hay sai? Ta xem nhé. C là tập con của Z. Như vậy đây chúng ta thấy C gồm trừ 4, 0, 1, 2. Như vậy nó thỏa mãn này. Là số tự nhiên. 0, 1, 2 là số tự nhiên này. Số nguyên âm trừ 4 là số nguyên âm. Như vậy C thỏa mãn nó là tập số nguyên Z rồi. Đúng ạ? Và ở đây chúng ta thấy rằng C là tập con của Z là một mệnh đề đúng. C là tập con của N. N là tập số tự nhiên chỉ có 0 1 2 3 4 thôi. Như vậy đây chúng ta thấy có âm -4 này không phải là không thuộc vào tập N. Vì vậy C là tập con của N là một mệnh đề sai. C là tập con của R. Thì ta vừa khẳng định C nó đã là tập con của Z rồi. Đúng ạ? C là tập con của Z nó là mệnh đề đúng. Đấy. Và trong khi Z lại là tập con của R. Vậy hiển nhiên C cũng phải là tập con của R. Như vậy, C là tập con của R là một mệnh đề đúng. B. Các tập con thường dùng của R. Hoạt động 6. Cho hai tập hợp C gồm các phần tử x thuộc R sao cho x lớn bằng 3 và D là gồm các phần tử x thuộc R sao cho x lớn hơn 3. Các mệnh đề sau đúng hay sai? A này, C, D là các tập con của R. B này, với mọi x x thuộc C suy ra x thuộc D. C 3 thuộc C nhưng 3 không thuộc D. D này, C bằng D. Như vậy để trả lời được cái hoạt động 6 này thì chúng ta cần phải kiểm chứng xem là tập C và tập D này nó có cái đặc điểm gì đúng không? Thì ở đây chúng ta thấy là C D là các tập con của R thì đúng rồi. Bởi vì sao? Bởi vì x thuộc vào tập số thực R mà x lớn bằng 3. Như vậy rõ ràng là, là các cái phần tử của C này là thuộc vào R. Vậy C là tập con của R. D cũng thế. Ta có D. D là gồm những phần tử x thuộc vào R. Với x lớn hơn 3 đúng không? Vậy thì D cũng là tập con của R. Vậy thì cái mệnh đề đầu tiên này là mệnh đề đúng. B này. Với mọi x, x thuộc C thì suy ra x thuộc D x thuộc C suy ra x thuộc D, chúng ta kiểm chứng xem có đúng không. Với mọi x tức là chúng ta không thể tìm được cái giá trị x nào mà trái với cái điều này. Bây giờ ta tìm ra một cái điều trái thì chứng tỏ mệnh đề này sai. x thuộc C, ví dụ ta lấy 4. 4 là thỏa mãn là số thực này và 4 lớn hơn 3. Như vậy 4 thuộc C. Nhưng mà ta thấy rằng là 4 có thuộc D không? À 4 có thuộc D. Ừ. Bây giờ ta lấy một giá trị khác ở đây ta thấy x lớn hơn bằng 3 mà đây x chỉ lớn hơn 3 thôi Vậy ta lấy giá trị 3 thì 3 rõ ràng thuộc vào C nhưng mà 3 thì không thuộc vào D vì vậy ở đây chúng ta thấy rằng là mệnh đề này không thể nào mà đúng với mọi x được bởi vì ta chỉ ra rằng tồn tại một cái giá trị 3 này này thuộc vào C nhưng 3 không thuộc D không ừ. do đó cái mệnh đề thứ hai này là sẽ là mệnh đề sai nhé Đây là mệnh đề sai mệnh đề B là mệnh đề sai. Ở đây là lý do là vì ta có là ba là thuộc vào C, đúng không? Nhưng mà ba thì lại không thuộc vào D. Đó. C này. 3 thuộc C nhưng 3 không thuộc D. À, như vậy mệnh đề này đúng. đúng, ta vừa chỉ ra ở đây. 3 thuộc C này và ba không thuộc D. Mệnh đề này đúng. C bằng D. À, như vậy ta thấy rằng là muốn bằng nhau thì mọi phần tử của tập hợp C phải là phần tử của tập hợp D và ngược lại. Mọi phần tử của tập hợp D phải là phần tử của tập hợp C. Như vậy rõ ràng ở đây ta tìm như giá trị 3 nó không đã không thỏa mãn rồi cho nên C không thể bằng D được. Như vậy mệnh đề này sai. Một số tập con thường dùng của tập số thực R khoảng đoạn nửa khoảng. Chúng ta chú ý cái ký hiệu này đọc là dương vô cực hoặc là dương vô cùng. Ký hiệu này đọc là âm vô cực hoặc âm vô cùng. A, B gọi là các đầu mút của đoạn khoảng hay nửa khoảng. Ở như vậy chúng ta chú ý cái cách viết này. Dương vô cực thì chúng ta sẽ viết là dương thể hiện là dấu cộng này. Vô cực chúng ta sẽ viết giống như số 8 nằm ngang. Đó, gọi là dương vô cực. Âm vô cực thì chúng ta viết âm đằng trước này. Và dấu tám nằm ngang, âm vô cực. như vậy ở đây chúng ta có các cái tập con thường dùng này, khoảng này. Chúng ta chú ý các cái ký hiệu ở đây, khoảng, đúng không ạ? Đó. Vậy ở đây chúng ta có là các cái tập con thường dùng của tập số thực R ER thì gồm có khoảng này, đoạn và nửa khoảng chúng ta quan sát cái đặc điểm của khoảng khoảng thứ nhất là người ta ký hiệu bằng hai cái ngoặc tròn ở hai cái đầu mút ta chủ yếu này A B gọi là các đầu mút của đoạn khoảng hay nửa khoảng như vậy hai cái đầu mút này các em dùng ngoặc tròn ngoặc tròn Đó. tất cả các phần khoảng này sẽ là ngoặc tròn còn đoạn thì chúng ta thấy hai đầu mút này người ta dùng ngoặc vuông nửa khoảng thì ta sẽ có là một ngoặc tròn và một ngoặc vuông Ta quan sát nhé. riêng đối với tại vị trí dương vô cực và âm vô cực thì chúng ta đều phải sử dụng ngoặc tròn. bởi vì sao? bởi vì ngoặc vuông chúng ta quan sát đặc điểm của ngoặc vuông này. nếu như thể hiện bằng ngoặc vuông á thì lúc này chúng ta thấy xuất hiện dấu bằng tại các vị trí các đầu mút. ví dụ ngoặc vuông tại A chúng ta thấy có dấu bằng tại A. ngoặc vuông tại B thì có dấu bằng tại B. còn đối với ngoặc tròn thì chúng ta sẽ không có dấu bằng. vì vậy á đối với dương vô cực hay âm vô cực thì đây là một cái giá trị vô cùng lớn. Do đó chúng ta sẽ làm một cái giá trị không xác định cụ thể. Vì vậy chúng ta sẽ không lấy dấu bằng mà chúng ta luôn luôn thể hiện bằng một cuộc tròn. Đó. Ví dụ với khoảng là AB chẳng hạn thì lúc này chúng ta thấy rằng AB là tập những cái phần tử mà nó nằm từ A đến B. Tức là nếu chúng ta lấy một cái giá trị x bất kỳ thì khi đó x sẽ phải lớn hơn a và nhỏ hơn b, tức là xảy ra đồng thời. Thì khi đó chúng ta được một cái khoảng gọi là khoảng từ a đến b. Đây chính là biểu diễn của khoảng ab trên trục số. Tương tự chúng ta có khoảng từ a đến dương vô cực. Khoảng từ a đến dương vô cực thì với cái trục số này thì đây là vị trí dương vô cực, gọi là vị trí xa nhất của của trục và A đến dương vô cực, vậy ta giả sử đây là A trên trục, thì khi đó chúng ta sẽ biểu diễn khoảng. Cái phần mà không nằm trong cái khoảng này, chúng ta sẽ gạch chéo nó đi, để thể hiện là chúng ta sẽ không lấy những cái phần này. Cái phần không gạch bỏ này, thì đấy chính là cái khoảng mà chúng ta muốn thể hiện nó trên trục số. Và khi thể hiện khoảng, thì chúng ta nhớ rằng chúng ta sẽ thể hiện cái dấu ngoặc tròn hoặc ngoặc vuông đúng như cái ký hiệu của khoảng. Riêng đối với tại vô cực thì chúng ta sẽ không có dùng ngoặc nữa. Tương tự đối với đoạn này thì chúng ta sẽ thấy rằng là đoạn từ A đến B. Vậy khi đó những cái phần tử mà thuộc vào cái đoạn này chúng ta sẽ thấy này nó sẽ là những cái phần tử mà lớn hơn hoặc bằng A và nhỏ hơn hoặc bằng B. Và khi chúng ta biểu diễn nó lên trên trục số thì trên cái đoạn AB này thì tại A chúng ta dùng ngoặc vuông, B dùng ngoặc vuông và ở đây chúng ta sẽ để chống còn chúng ta gạch bỏ những cái phần không nằm trong đoạn ab đi đối với nửa khoảng chúng ta cũng làm tương tự thì riêng đối với nửa khoảng và đoạn ấy, thì nó sẽ có ngoặc tròn và ngoặc vuông á thì chúng ta cứ nhớ là ngoặc vuông thì chúng ta sẽ thêm dấu bằng và còn ngoặc tròn thì chúng ta không có dấu bằng còn khi nào chúng ta dùng dấu lớn dấu nhỏ thì ví dụ ở đây chúng ta có này từ a đến dương vô cực vậy thì dương vô cực là lớn hơn e do đó thì chúng ta sẽ thể hiện ở đây là x phải là lớn hơn hoặc bằng a thì đây là ngoặc ngoặc vuông đó, lớn hơn e nhé đó x ở đây là một cái giá trị tùy ý đại diện nằm trên cái khoảng nửa khoảng hoặc đoạn mà chúng ta đang nói đến ví dụ 5 này viết các tập hợp sau dưới dạng các đoạn khoảng nửa khoảng trong R rồi biểu diễn trên trục số. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng C là gồm những cái phần tử x thuộc và R sao cho này hai nhỏ hơn một bằng x nhỏ hơn bằng 7. Như vậy đầu tiên chúng ta thấy là ta xuất hiện hai cái dấu bằng ở hai đầu mút. Do đó chúng ta xác định luôn C ở đây phải là một đoạn. Và giá trị ở đầu mút thứ nhất là giá trị nhỏ hơn là 2 và ở đầu mút sau là lớn hơn là 7. Vậy chúng ta sẽ ghi là C bằng cái đoạn từ 2 đến 7. Và chúng ta biểu diễn nó trên trục số như này. Chúng ta lấy một cái giá trị 2 trên trục số này, lấy một giá trị 7 trên trục số. Sau đó chúng ta dùng ngoặc vuông để thể hiện cái đoạn 2 7 và phần không thuộc đoạn 2 7 thì chúng ta sẽ gạch bỏ nó đi. Tương tự như thế đối với tập D. Ở đây ta có này, D là gồm những cái phần tử x thuộc vào tập số thực sao cho x nhỏ hơn 2. Vậy khi đó chúng ta thấy rằng x nhỏ hơn 2, như vậy ta có một cái đầu mút trên là 2 và đầu mút dưới ở đây không có, tức là nó đi ra đến tận âm vô cực. Vậy ở bên trái chúng ta sẽ ghi là âm vô cực, mà âm vô cực thì phải dùng ngoặc tròn, rồi đến 2. Tại 2 ở đây chúng ta thấy nó không có dấu bằng, vì vậy ta dùng ngoặc tròn. Và biểu diễn trên trục số chúng ta sẽ làm tương tự. Ta lấy một giá trị là 2 và chúng ta dùng cái ngoặc tròn cái cái ngoặc tròn này nó sẽ hướng quay về cái phía mà chúng ta miền chúng ta lấy nhé đấy ví dụ miền chúng ta lấy ở đây là trừ vô cực đến hai đúng không thì cái miền này vì vậy cái cái ngoặc tròn nó sẽ quay về cái hướng đó còn cái phần này là chúng ta không lấy trên trục số vậy ta gạch bỏ đi để thể hiện ta không lấy bây giờ chúng ta làm sang luyện tập số 4. hãy ghép mỗi dòng ở cột bên trái đây là cột bên trái này với một dòng thích hợp ở cột bên phải. Đây là cột bên phải. Đã ta ghép cột bên trái với cột bên phải với nhau. Bây giờ chúng ta xem chúng ta sẽ ghép thế nào. Đầu tiên là cột bên trái. Cột bên trái ở đây chúng ta có là x thuộc đoạn 2 năm. Đó, x thuộc đoạn 2 năm này. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng ta phải đi tìm những chỗ mà xuất hiện 2 năm và phải có số bằng. Vậy đây ta có 2 5 này. Nhưng mà tại 2 không có dấu bằng cho nên không phải. Đây 7 thôi, không có 2 5 loại. Đây 7 10 đúng không? Phải là có 2 và 5. Đến đây ta có 2 và 5 rồi đây. Và chúng ta thấy đây, tại 2 có dấu bằng và tại 5 có dấu bằng, đúng. Vì đây là ngoặc vuông cho nên tại hai đầu mút chúng ta lấy dấu bằng. Vậy ở đây ta sẽ nối 1 với D. Tiếp theo chúng ta làm tương tự đây là nửa khoảng 2 năm, đúng không? Và ở cái nửa khoảng này thì tại 2 là không lấy dấu bằng, còn tại 5 là lấy dấu bằng. Ta đi tìm những vị trí có 2 và 5. Đây có 2 và 5. Tại 2 không lấy dấu bằng, tại 5 có lấy dấu bằng. Như vậy đây chính là nửa khoảng 2 năm, đúng. Chúng ta nối 2 với A. Tiếp theo chúng ta có, đây là nửa khoảng 7 đến xương vô cực. Vậy chúng ta đi tìm những vị trí xuất hiện 7. Dương vô cực như vậy chúng ta thể hiện là những giá trị lớn hơn 7. Đúng không? Và tại 7 này ngoặc vuông cho nên là nó sẽ là lớn hơn hoặc bằng 7. Như vậy phương án đúng là B. Chúng ta sẽ nối với B. Hả? 4. X thuộc khoảng từ 7 đến 10. Vậy chúng ta đi tìm những vị trí có 7, 10. Vậy ta còn hai cái trường hợp chưa nối thôi. 7, 10. 2 năm như vậy ta nối với C. Đúng không? 4 nối với C. Rồi, đấy là luyện tập 4. Chúng ta sang phần 3. Các phép toán trên tập hợp A này, giao của hai tập hợp hoạt động bậy. Viết tập hợp X gồm những thành viên tham gia cả hai chuyên đề 1 và 2 trong tình huống mở đầu. Tập X có phải là tập con của tập A không? Tập X có phải là tập con của tập B không? A, B là các tập hợp trong hoạt động 1 là gồm tất cả những thành viên của cả chuyên đề 1 và chuyên đề 2 ấy, thì rõ ràng cái số phần tử của X là không phải là tập con của A. Chúng ta sang phần tiếp theo. Tập hợp gồm các phần tử thuộc cả hai tập hợp S và T gọi là giao của hai tập hợp S và T ký hiệu là S giao T. S giao với T bằng các phần tử X sao cho X thuộc vào S và X thuộc vào T. Chúng ta minh họa bằng biểu đồ ven. Ở đây chúng ta có một tập hợp S và ta có một tập hợp T. Hai tập hợp này giao nhau tại vùng màu đỏ này. Đây chính là giao của hai tập hợp S và T. Vậy chúng ta nhớ này, giao của hai tập hợp là các cái phần tử mà vừa thuộc tập hợp này đồng thời thuộc hợp tập hợp kia. Đây chúng ta thấy giao hai tập hợp S và T gồm những phần tử x sao cho x vừa thuộc vào S và x vừa thuộc vào T. Đấy. Hay chúng ta còn gọi là giao hai phần tử ấy, là những cái phần tử chung của S và T. Ở phần này các em sẽ ghi nhớ Ghi vào trong vở và vẽ biểu đồ Ven để minh họa cho chúng ta dễ nhớ. Ví dụ số 6. Cho hai tập hợp C và D, hãy xác định tập hợp C giao D. B. Cho hai tập hợp E và F, hãy xác định tập hợp E giao F. Như vậy ở đây chúng ta thấy đấy, A thì chúng ta có ở cái đề A ấy thì cái tập hợp C và tập hợp D này người ta cho dưới dạng liệt kê phần tử. Vậy để tìm giao của hai tập hợp C và D, chúng ta chỉ cần đi tìm những phần tử chung thôi. Ở đây chúng ta để tìm thì chúng ta lên lựa chọn cái tập mà có cái số phần tử nhỏ hơn để chúng ta đi so sánh. Tập hợp C gồm có phần tử là 4. Bây giờ ta nhìn sang D, ta thấy có 4. Vậy chúng ta sẽ liệt kê vào phần giao là 4. Tiếp theo tập hợp C có 7. Bên D thì ta thấy không có 7. Như vậy ta gạch bỏ 7 đi. Tập hợp C có 27. Sang bên D ta thấy cũng có 27. Vậy 27 chính là thuộc tập hợp C giao D. Do đó chúng ta có C giao D bằng 4 2 7. Giao của hai tập hợp C và F là. Như vậy ở đây để tìm được giao của hai tập hợp này thì chúng ta sẽ cần biểu diễn hai tập hợp này lên trục số và chúng ta đi tìm cái điểm chung của hai tập hợp này nhá. Vậy thì cách biểu diễn trên trục số chúng ta đã vừa tìm hiểu rồi. Bây giờ chúng ta sẽ biểu diễn hai cái trục này lại như sau. Đầu tiên chúng ta biểu diễn cho các phần tử của tập E. Chúng ta có một trục số. Trục này là chúng ta lấy là x chẳng hạn. Tập E là gồm các phần tử này. Đây là nửa khoảng. Nửa khoảng này là từ 1 đến dương vô cực. Vậy bây giờ chúng ta sẽ lấy về phía dương vô cực. Ừ, lấy về phía dương vô cực này. Và chúng ta dùng ngoặc vuông tại một ở đây. Và chúng ta gạch bỏ cái phần này đi. Đây chính là tập E. Biểu diễn cho tập E này. Bây giờ chúng ta biểu diễn cho tập F. Vậy để thuận lợi cho cái việc mà chúng ta tìm cái giao giữa hai tập hợp này này. Thì chúng ta nên biểu diễn hai cái tập này cùng song song với nhau. Tức là ta biểu diễn hai cái trục này song song với nhau này. Đó. Sau đó chúng ta sẽ gióng cái điểm 1 trên cái tập E này xuống cái tập F ở đây. Xuống tập F. Đây là một Đây chúng ta cũng có một này đó tiếp theo này cái tập f này nó không có một như ta giống nhé để chúng ta nát chúng ta tìm ra cho thuận tiện này f này là từ trừ vô cực đến 3. vậy ở đây chúng ta sẽ lấy giá trị 3. giá trị 3 là một cái giá trị lớn hơn một do đó chúng ta lấy về phía bên phải của cái số 1 này là bên phía bên này ta được 3. đúng không vậy ta lấy một cái giá trị 3 ở đây ở đây chúng ta chỉ là lấy biểu diễn minh họa cho nên ta không cần chia đúng tỷ lệ nhé. Rồi trừ vô cực đến 3 vậy chỗ này chúng ta thể hiện bằng ngoặc vuông của cái tập F và chúng ta gạch phần bên bên phải này đi. Đây là ta lấy từ trừ vô cực đến 3 và đây là cộng vô cực này. Đó. Thế thì bây giờ để tìm giao của hai cái tập này á, hai cái tập E và F này này, đây chúng ta có E này, F này thì bây giờ chúng ta sẽ giống những cái giá trị này lên sang nhau. Ở đây chúng ta sẽ giống cái ba này xuống cái trục của E. Đó, đây chúng ta cũng có ba. Đó, như vậy ta đều có một ba trên hai trục nhé. Bây giờ chúng ta sau khi gióng rồi, á, cái phần nào mà cả hai phía nó gạch đi thì chúng ta phải gạch. Ví dụ ở đây chúng ta thấy là cái tập F này nó gạch đi các cái phần tử lớn hơn ba ở bên này. Vậy thì bên trục này chúng ta cũng gạch bỏ đi. Đó, để chúng ta tìm sao nhé. Bây giờ ta tìm sao này. Đó, Bên này chúng ta thấy rằng là ở cái phần bên trái của một này này thì cái tập E này nó gạch. Vậy thì khi tìm giao là ta phải tìm những chung của cả E và F. Vậy E gạch thì chúng ta không thể nằm trong tập giao được cho nên là chúng ta cũng gạch cái phần này đi để thể hiện cho tập giao. Đó, như vậy giao lúc này chúng ta chỉ còn phần không gạch thôi. Và phần không gạch ở đây chính là 1 đến 3. Và ở đây chúng ta có ngoặc là ngoặc vuông. Đúng ừ. Rồi, vậy thì chúng ta được cái kết quả ở đây chính là 1 đến 3. Đó. Đó. Thì ở đây chúng ta thấy này, ông biểu diễn rời hai tập ra, sau đó chúng ta gióng lại với nhau. Thì cái phần màu đỏ này khi chúng ta gạch ấy là chúng ta có thể là thể hiện bằng bút chì thôi, Gióng một bút chì thôi. thôi để chúng ta tìm ra được cái cái khoảng chung ở đây. là cái khoảng mà không gạch ấy thì nó sẽ trở thành khoảng chung, đúng không? Vậy thì đây chính là e giao f. Đó, vậy đây ta có này, cái phần này chính là e giao với f đây. Đó, e giao F. Rồi là 1 đến 3. Và đây chính là đáp án. Luyện tập 5 này. Các cái tập hợp C, D. Rồi, rồi cho các cái tập hợp C, D. Hãy xác định tập hợp C giao D. Bây giờ chúng ta làm tương tự như ta làm vừa rồi. Đầu tiên chúng ta cần là biểu diễn cái tập C ra. không ta biểu diễn tập C này. Biểu diễn tập C thì khi biểu diễn tập C thì chúng ta vẽ một cái trục số trước. Đó. Sau đó chúng ta sẽ lấy hai cái đầu mút là 1, 5. Ta lấy 1 này và 5 này. Đây là 1 và đây là 5. Đây là tập C. Và chúng ta dùng ngoặc vuông tại 1 và ngoặc vuông tại 5. Đó. Ta được đoạn 1, 5. Chúng ta gạch bỏ cái phần này đi. Để chúng ta chỉ còn lại đoạn 1, 5 thôi. Thể hiện cho tập C. Bây giờ chúng ta lấy một cái trục tương tự song song với cái trục thể hiện cho tập C. Và chúng ta từ đây ta gióng cái giá trị của một xuống đây. Ta cũng có một này. Gióng xuống đây ở đây ta cũng có 5. Bây giờ chúng ta nhìn lại cái tập D là trừ 2, 3. Bây giờ ta sẽ điền trừ 2 và 3 cho nó thích hợp với 1, 5 ở đây. Vậy thì trừ 2 của chúng ta nó sẽ nằm ở bên trái 1. Đây là giá trị trừ 2. Và 3 thì nằm giữa 1 đến 5. Đây là 3. Và tập D cũng là một đoạn. Vậy chúng ta cũng thể hiện hoặc vuông tại trừ 2 và 3. Sau đó chúng ta gạch bỏ cái phần không phải thuộc tập D đi. Đó. Đây là tập D. Đến đây bây giờ chúng ta sẽ dùng màu khác để chúng ta gióng này. Ở đây, ta này. Hai, ta dóng đây. Rồi, ở đây chúng ta đang có 2 chúng ta gióng xuống đây. Rồi 3 ở đây chúng ta gióng xuống. Như vậy phần còn lại của chúng ta không bị gạch này. Ở đây chúng ta có này cái miền này là miền gạch hết rồi đây gạch này c gạch d không gạch vậy thì cái phần này không thể là phần giao được đúng không ạ như vậy chúng ta bỏ đi đây không thuộc giao này tương tự này cái phần này là từ 3 đến 5 này này thì trên tập d đã gạch rồi vậy tập c không gạch cho nên nó cũng không thuộc phần giao giao là nó phải thuộc cả c và thuộc cả d như vậy đây chúng ta chỉ còn cái phần này là thuộc cả c và d thôi tức là từ 1 cho đến đến ba và đây là chúng ta đang dùng ngoặc vuông Ừ, vậy đáp số của chúng ta này chúng ta sẽ trả lời giao của hai tập hợp C và D là Ô, giao của hai tập hợp giao của hai tập hợp C và D là này à, và đây chúng ta vừa tìm được rồi C giao với D giao thì ta viết giống như chữ U ngược lại bằng đoạn này 1 đến 3. Ờ, ở đây là đáp số. B là hợp của hai tập hợp hoạt động 8. Trở lại tình huống mở đầu, hãy xác định tập hợp của các thành viên tham gia chuyên đề 1 hoặc chuyên đề 2. Ừ. Tập hợp gồm các phần tự thuộc tập hợp S hoặc thuộc tập hợp T gọi là hợp của hai tập hợp S và T. Ký hiệu là S hợp với T. S hợp với T thì bằng tập các phần tử X sao cho X thuộc vào S hoặc là X thuộc vào T. Như vậy ở đây chúng ta cần ghi nhớ cái kiến thức này vào trong vở. Thì khi chúng ta ký hiệu cái tập hợp của hợp của hai tập hợp á, thì chúng ta sẽ ký hiệu như sau. Nếu chúng ta có một cái tập hợp S hợp với tập hợp T thì chúng ta viết giống như chữ U như thế này nhưng mà không có cái móc ở dưới này nhé Hợp với tập hợp T. Cái chữ U của chúng ta là viết như thế này là nó có cái dấu móc xuống nhưng ở đây hợp thì chúng ta không có dấu móc đó. Đó, như vậy chúng ta có U hợp với T này. Thì à, S hợp với T này thì S hợp với T phải là những cái phần tử sao cho nó thuộc vào tập S hoặc là thuộc vào tập T thôi là đủ rồi đấy có nghĩa là chúng ta đi tìm những cái phần tử miễn là nó thuộc vào tập S và hoặc là thuộc tập T thì nó sẽ là hợp thì đây chúng ta thấy này hợp của phần tử S và à, hợp của tập S và tập T nó sẽ cả cái miền tô màu xanh này có nghĩa là ta lấy hết những cái phần tử của S rồi lấy hết những phần tử của T thì ta được hợp vậy thì cái tập hợp này bao giờ nó cũng là cái tập chứa tập s và đồng thời là tập chứa tập t luôn đó còn đối với tập giao á s giao với t thì chúng ta thấy chúng ta chỉ lấy cái phần chung thôi vậy thì cái tập giao s giao t này nó sẽ là tập con của tập s và nó cũng là tập con của tập t nhé s giao t thì sẽ là tập con của tập s này và s giao t là tập con của tập t nhưng đối với hợp s hợp t thì s hợp t thì s sẽ là chứa tập S và S hợp T sẽ chứa tập T. Đó. Ví dụ 7 này, cho hai tập hợp C là 2, 3, 4, 7, D là trừ 1, 2, 3, 4, 6. Hãy xác định tập hợp C giao với D. Như vậy ở đây chúng ta thấy quan sát vào cái hình 1.8 này thì chúng ta có các cái phần tử là giao à, phần tử hợp C hợp với D ở đây thì sẽ gồm những cái phần tử mà thuộc A hoặc thuộc C hoặc thuộc D đúng không? Như vậy ta sẽ có là cái phần tử là 2 3 4 7 là sẽ thuộc vào hợp này. Ngoài cái phần tử 2 3 4 7 này ra thì D chúng ta còn phần tử trừ một như vậy chúng ta trừ một thuộc vào hợp luôn. À, 3 4 7 thì ở đây chúng ta có 6 cũng thuộc vào hợp luôn. Như vậy chúng ta sẽ liệt kê các phần tử của C sau đó chúng ta nhìn trong D có những cái phần tử nào á, mà chúng ta chưa liệt kê thì chúng ta liệt kê tiếp vào đây thì chúng ta sẽ được cái phần tử của hợp C hợp với D ví dụ 8 này trở lại câu hỏi trong tình huống mở đầu gọi A là tập hợp những thành viên tham gia chuyên đề 1 B là tập hợp những thành viên tham gia chuyên đề 2 ta có A hợp B thì gồm các cái phần tử này và A hợp B thì có 10 phần tử tức là có 10 thành viên tham gia một hoặc hai chuyên đề. Số thành viên vắng mạch trong cả hai chuyên đề là 12 trừ 10 bằng 2 thành viên. Luyện tập 6. Hãy biểu diễn tập hợp A hợp với B bằng biểu đồ ven với AB được cho trong hoạt động 1. Như vậy biểu diễn bằng biểu đồ ven thì chúng ta chỉ cần thể hiện là một cái hình phẳng khép kín thôi. Ví dụ ở đây chúng ta có đây là biểu diễn biểu hồ ven của tập A chẳng hạn. Và trong đây thì chúng ta ghi tên của các phần tử của A ra. Đó. tương tự như thế thì chúng ta sẽ có biểu diễn của tập B đúng không? Thì B ở đây chúng ta nhìn xem B và A có các phần tử nào chung đó. thì chúng ta sẽ ghi vào cái phần chung. Đó. thì thì chúng ta sẽ vẽ cái phần này nó như này. Thì đây là B, thì cái những cái phần tử chung chúng ta nên ghi vào cái phần chung ở đây. Ghi vào cái khu vực chung này. Đó cái chỗ khu vực chung này là cái phần tử chung này thì chúng ta sẽ ghi tên những cái phần tử chung vào đây còn những phần tử không chung thì chúng ta sẽ ví dụ tập a này chúng ta ghi ra ngoài này b ghi ra ngoài này để chúng ta nhìn cái biểu đồ ven cho nó dễ hình dung rồi chúng ta sang c là hiệu của hai tập hợp hoạt động chín này trở lại tình huống mở đầu hãy xác định tập hợp các thành viên chỉ tham gia chuyên đề 1 mà không tham gia chuyên đề 2. Hiệu của hai tập hợp S và T là tập hợp gồm các phần tử thuộc S nhưng không thuộc T. Đây, ví dụ ta có này. Hiệu thì chúng ta ký hiệu là S này, trừ đi T. Đúng không? Thì cái này chúng ta sẽ đọc là hiệu của tập hợp S và tập hợp T. Thì hiệu này sẽ gồm những cái phần tử X sao cho X thuộc vào S và X không thuộc vào T. Ví dụ đây chúng ta quan sát. Nếu chúng ta có một cái biểu đồ ven cho tập S này và đây là tập T. Vậy thì S trừ đi T là những cái phần tô màu xanh ở đây. Có nghĩa là chúng ta loại bỏ tất cả những cái phần tử của tập hợp T đi. Chúng ta chỉ giữ lại những cái phần tử S mà nó không phải là cái phần tử chung với T thôi. Đây nó thấy đi Chúng ta gạch bỏ, tức là ở cái tập S nhé, chúng ta gạch bỏ đi những cái phần tử chung với tập T thì chúng ta sẽ được cái hiệu S trừ T. Đó thì trong trường hợp nếu như cái tập T này nó là tập con của tập S thì lúc này chúng ta sẽ có một cái phần hiệu S trừ T ấy, nó sẽ là cái phần màu xanh này như vậy cái phần màu xanh này này hợp với cái tập T thì nó sẽ ra chính cái tập S do đó cái phần màu xanh này tức là cái hiệu S trừ T này này người ta còn gọi nó là phần bù của T trong S đó. T thì nằm trong tập S này đúng không? Cho nên cái hiệu S trừ T nó sẽ ra một cái phần màu xanh này. Vậy thì cái phần màu xanh này được gọi là phần bù của T trong S. Cứ nhớ là cái tập T này nằm trong tập S thì gọi là phần bù của T trong cái tập S. Và người ta ký hiệu là CST. Như vậy khi chúng ta nói đến phần bù á, thì cái điều kiện đầu tiên để tồn tại phần bù đó là cái tập T này nó phải là tập con của tập S thì nó mới xuất hiện phần bù nhé còn trong trường hợp nếu như nó không phải là tập con như ví dụ T ở đây không phải là tập con của S ấy, thì chúng ta không có khái niệm phần bù Đó. Thì, thì chúng ta hiểu đơn giản là phần bù này nó là một cái trường hợp riêng Đó. trường hợp riêng của cái hiệu rồi và phần bù của tập S trong S thì chính bằng tập rỗng ta lấy S trừ đi S thì bằng rỗng nên phần bù của nó bằng rỗng ví dụ 9 này cho các tập hợp D bằng các phần tử trừ 2 3 5 6 e là gồm các cái phần tử x sao cho x là số nguyên tố nhỏ hơn 10. x gồm tập các phần tử x sao cho x là số nguyên dương nhỏ hơn 10. a này tìm d trừ đi e tức là chúng ta tìm hiệu của tập hợp d và tập hợp e tìm hiệu của tập hợp E và tập hợp D tức là E trừ D, B này, E có là tập con của X không? Hãy tìm phần bù của E trong X nếu có. đó, nếu có tức là có nghĩa là nếu E nó là tập con của X ấy, thì chúng ta mới có phần bù. cho nên ở đây chưa chắc đã xảy ra đúng không? trong trường hợp E không phải là tập con của X thì chúng ta sẽ không có phần bù. như vậy đây chúng ta có này, D trừ đi E, Để chúng ta sẽ làm như sau. Muốn có được tập D trừ tập E thì đầu tiên chúng ta cần phải có tập D và tập E. Vậy tập D đề bài cho là trừ 2, 3, 5, 6. Tập E là tập gồm các cái phần tử này. X sao cho X là số nguyên tố nhỏ hơn 10. Đúng không? Vậy số nguyên tố nhỏ hơn 10 chúng ta sẽ bắt đầu từ số gì? À, số 1. Đó, đúng không? 1 là số nguyên tố thôi này Đấy. 2 không là số nguyên tố Vì 2 chia hết cho 2 rồi Đó là hỗn số nhé 3 là số nguyên tố Vì chỉ chia hết cho 1 và 3 À 2 là số nguyên tố đúng không à, 1 Đấy. E ở đây á, à, Là số nguyên tố nhỏ hơn 10 nhé. Chỉ chia hết cho 1 và chính nó vậy. vậy thì ta sẽ có là 1 này 2 này. 3 này. 5 này. 7 này. 8 không được rồi, 9 không được. Đó. Ở đây đây chúng ta Rồi, như vậy ở đây ta có là E gồm các cái phần tử này, à, 2 này, 3 này, 5 và 7. Đó. À, D trừ đi E, ta có này, D trừ đi E thì gồm này. D trừ đi E là những phần tử lấy trong D, tức là lấy hết trong D đã. Bây giờ ta lấy hết những phần tử trong D này. D trừ đi E liệt kê hết những phần tử trong D vào đây. Trừ 2, 3, 5, 6 Sau đó bây giờ ta nhìn xem Có những cái phần tử nào á, Mà nó lại Những cái phần tử này này Mà nó có ở trong E thì ta gạch đi Trừ 2 không có trong E 3 có trong E vậy ta gạch 5 có trong E gạch Như vậy lúc này ta chỉ còn lại là D trừ đi E chỉ còn là Trừ 2 và 6 Trừ 2 và 6 Đấy, như vậy D chữ E chỉ có hai phần tử thôi. Tương tự này, bây giờ ta tính E trừ đi D. Đúng không? E trừ đi D thì chúng ta làm tương tự nha. E trừ D thì chúng ta sẽ liệt kê những phần tử trong E. 2 này, 3 này, 5, 7. Sau đó chúng ta sẽ nhìn lại xem có những cái phần tử nào mà nó lại có cả trong D. 2 thì không có trong D này, 3 có trong D đây. 5 cũng có trong D. Không, vậy thì chúng ta sẽ gạch bỏ nó đi cho nên lúc này ta chỉ còn lại là gì thôi ạ còn lại là hai và và bảy đúng không vậy thì e trừ đi d là còn lại hai và bảy rồi tiếp theo e có là tập con của x không như vậy x ở đây là gì x là số nguyên dương nhỏ hơn 10. Như vậy x của chúng ta gồm những phần tử nào? x mà là số nguyên dương nhỏ hơn 10 thì x sẽ là từ 1 cho đến 9 đúng không? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Đó. Và số nguyên dương nhỏ 10 này. Bây giờ e có tập con của x không? Bây giờ ta nhìn nếu e muốn là tập con của x thì mọi phần tử trong e này nó phải có trong x. Người ta nhìn này. Phần tử 2 trong e có trong x. Phần tử 3 trong e có trong x. Phần tử 5 trong e có trong x phần tử bảy trong e có trong x vậy mọi phần tử trong e đều có trong x cả do đó từ đây chúng ta kết luận rằng e là tập con của x không e chính là tập con của x đó yeah. mà e là tập con của x vậy thì dẫn tới điều gì dẫn tới là chúng ta có phần bù đúng không vậy khi đó phần bù của e trong x thì chúng ta sẽ là phép toán hiệu x trừ đi e Phần bù là mình tính bằng cách lấy cái tập lớn trừ đi tập nhỏ. Tập X này là tập lớn hơn này. Thì tập X nó chứa tập E. Cho nên ta lấy cái tập lớn này trừ đi tập nhỏ thì ta được phần bù nhé. X trừ đi E và chúng ta sẽ ký hiệu bằng gì? C này. X. E. Và lúc này chúng ta sẽ gồm những phần tử nào? Chúng ta gạch bỏ đi những phần tử có trong E đi thì ta được phần bù. Vậy lúc nãy ta có này 2, 3, 5, 7. Đó, như vậy ta chỉ còn lại phần bù lúc này sẽ là phần không gạch này. 1, 4, 6, 8 và 9. Và đấy là đáp số. Câu số 7. À, luyện tập 7. Tìm phần bù của các tập hợp sau trong R. ER. À, phần bù của các tập hợp sau trong R. ER. Như vậy ở đây người ta cho chúng ta là với cái luyện tập 7 này người ta cho chúng ta một tập con của R. Do đó để tìm phần bù tốt nhất là chúng ta sẽ thể hiện nó bằng trục số. Ở đây chúng ta có cái tập con là trừ vô cực đến trừ 2. Chúng ta có thể đặt cái tập con này là tập A. Thì cái tập A này nó có sẽ có biểu diễn như sau. Tập A có biểu diễn là từ trừ vô cực đến trừ 2. Vậy ta gạch bỏ cái phần này đi. Thế thì phần bù của nó là gì? Toàn bộ R là cả cái trục số này. Bây giờ chúng ta có cái tập A là phần này. Vậy thì bây giờ ta lấy R trừ đi A. Thì nó sẽ phải là cái phần mà chúng ta đã gạch bỏ đi đây này, này. Thì gọi là phần bù. Vậy phần chúng ta đã gạch bỏ đi là gồm cái gì? Thứ nhất là trừ 2. Ở đây là ngoặc tròn. Vậy thì cái phần mình gạch bỏ này nó sẽ có ngoặc vuông. Và ra đến đây sẽ là ra dương vô cực. Nhắc lại là khi chúng ta xác định phần bù. Tức là phép toán hiệu trên cái tập uh, R ER thì chúng ta sẽ lấy cái phần mà chúng ta gạch đi thì nó sẽ là phần bù. Tương tự với B này. Nếu chúng ta đặt tập B ở đây là nửa khoảng trừ 5 đến dương vô cực. Bây giờ chúng ta sẽ biểu diễn nó trên trục số. Thì ta sẽ được trừ 5. Đây là dương vô cực. Ta gạch bỏ cái phần không phải thuộc tập B. Vậy bây giờ phần bù là phần chúng ta gạch bỏ đúng không? R trừ đi tập B chính là phần bù, là phần gạch bỏ. Vậy gạch bỏ ở đây nó sẽ lấy từ âm vô cực cho tới âm 5. Nhưng âm 5 ở đây là ta ngoặc vuông rồi. Vậy thì cái phần gạch bỏ sẽ là ngoặc tròn. Đó là hoạt động số 7. Luyện tập 7. Vận dụng. Lớp 10A có 24 bạn tham gia thi đấu bóng đá và cầu lông. Trong đó có 16 bạn thi đấu bóng đá. 11 bạn thi đấu cầu lông giả sử các trận bóng đá và cầu lông không tổ chức đồng thời, hỏi có bao nhiêu bạn lớp 10A tham gia thi đấu cả bóng đá và cầu lông? gợi ý gọi X là số bạn tham gia thi đấu cả bóng đá và cầu lông. ở đây chúng ta có X này, là số bạn thi cả bóng đá và cả cầu lông. rồi thì khi đó ta có số phần tử của A hợp B thì sẽ bằng số phần tử của A cộng số phần tử của B trừ đi số phần tử của A sau B. Tức là số phần tử của hợp hai tập AB này, nó sẽ bằng là số phần tử của tập A này, cộng với số phần tử của tập B này, và trừ đi cái số phần tử của tập A sau B ở đây. Thì ta sẽ ra được số phần tử của hợp A hợp B. Đó, chú ý cái công thức này. Vậy bây giờ là để biết có bao nhiêu bạn lớp 10A tham gia thi đấu bóng đá và cầu lông, bây giờ chúng ta sẽ thể hiện điều này ra. Vậy ở đây chúng ta có là lớp 10A có 24 bạn tham gia thi đấu vừa bóng đá và cầu lông, nhưng mà trong đó lại có 16 bạn thi đấu bóng đá và 11 bạn thi đấu cầu lông. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng là 16 cộng 11 thì nó đã bằng 27 rồi. Như vậy nó nó dẫn tới là có những bạn là thi đấu cả bóng đá và cầu lông. Bởi vì tổng số bạn tham gia thi đấu mình chỉ có 24 thôi. Nhưng bây giờ lại có 16 bạn thi bóng đá và 11 bạn thi cầu lông. Vậy chứng tỏ rằng có bạn là sẽ thi cả hai bộ môn bóng đá và cầu lông. Đó. Thì bây giờ chúng ta có là các cái trận bóng đá và cầu lông là không tổ chức đồng thời. Thì cái giả thiết này nó sẽ giúp cho chúng ta hình dung ra là bạn đó có thể thi cùng một lúc là hai môn đó là cả thi cả cầu lông và thi cả bóng đá. Đó. thế nếu bây giờ chúng ta dựa vào cái gợi ý này thì ta gọi x là số bạn tham gia thi đấu bóng đá và cầu lông không? thì lúc này chúng ta sẽ có là thì ở đây chúng ta có này trước tiên là chúng ta nên đặt a vào đây a ở đây là uh, bạn đúng không ạ bạn tham gia bạn thi đấu bóng đá a là cái bạn đi thi đấu bóng đá đó. Còn vậy thì số phần tử của A lúc này nó sẽ bằng là 16. Đấy, còn B nếu chúng ta gọi là các cái bạn à, tập hợp những cái bạn đúng không? À, thi đấu cầu lông. B là tập hợp những cái bạn thi đấu cầu lông á, vậy thì số phần tử của B lúc này là sẽ bằng là 11. Thế thì do chúng ta có là tận 24 bạn thi đấu bóng đá và cầu lông thôi. Do đó lúc này chúng ta sẽ có lại A hợp với B. A hợp B là bạn đi thi đấu. Thi đấu bóng đá cầu lông. Thi đấu cả bóng đá và cả cầu lông. Đấy. Do đó cái số phần tử của A hợp tham gia thi đấu cả bóng đá và cầu lông. Đúng không? thì khi đó chúng ta sẽ có này n của a hợp với b thì sẽ bằng là na cộng nb tức là số phần tử của b trừ đi n của a giao b. Do đó lúc này chúng ta sẽ có cái phương trình sau. 24 thì sẽ phải bằng là 27 trừ đi x. Vậy từ đây chúng ta có được x sẽ bằng 27 trừ đi 24 vậy ta được x bằng 3 do đó ở đây chúng ta sẽ kết luận là vậy à, vậy có gì ạ ba bạn có ba bạn tham gia thi đấu cả bóng đá và cầu lông tham gia thi đấu Nhá. số phần tử của hợp thì sẽ bằng số phần tử của bạn tham gia bóng đá cộng với số phần tử của bạn tham gia cầu lông trừ đi cái số phần tử giao này, thì chúng ta sẽ ra được số phần tử của hợp, Đúng? bởi vì khi mà chúng ta viết lại các cái phần tử của hợp ấy, là chúng ta sẽ 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 phải loại trừ đi cái trường hợp chung, Và tức là cái trường hợp chung này chúng ta chỉ viết một lần thôi, trong khi mà khi chúng ta lấy phần tử của bóng đá nhé, là chúng ta đã viết cái phần chung là một lần rồi. Cho nên khi chúng ta muốn viết hợp thì ta chỉ viết cái phần còn lại của cái phần cầu lông này thôi. Do đó chúng ta phải loại đi một cái lần của x này. Đó, thì lần của x này chính là số phần tử của giao. Đúng không? Đó. Thì do cái 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 mối quan hệ này mà cho chúng ta có cái đẳng thức ở đây. Đúng không ạ? Thì từ cái đẳng thức này chúng ta mới có thể tính toán được với cái bài toán này vậy thì với cái bài toán này thì cái mấu chốt vấn đề ở đây là chúng ta phải xác định đúng a b và số phần tử của a giao b a hợp b đúng không? thì cái số phần tử của a hợp b chính là cái số phần tử mà các bạn đi thi đấu cho nên đây chính là cái mấu chốt để chúng ta tìm ra lời giải cho bài toán đúng không? các bạn đi thi đấu bóng đá chính là số phần tử của các bạn đi vừa thi đấu, đấu bóng đá và thi đấu cầu đông đúng không? cho nên chúng ta gọi a là số là tập hợp của các bạn thi đấu bóng đá và B là các bạn thi đấu cầu lông thì chúng ta sẽ ra được A hợp B là những bạn thi đấu bóng đá và cầu lông. Đó. thì lúc này chúng ta sẽ có được số phần tử của A hợp B và nếu chúng ta gọi X là số phần tử của A giao B thì lúc này ta có điều này. Đó. ở đây thì em có thể ghi thêm cái chỗ này là ta ghi là ta có đúng không? Đấy, ta có. Tức là ở đây thì chúng ta công nhận điều này luôn ta không cần phải chứng minh nha rồi đấy chính là cái phần vận dụng chúng ta sang phần bài tập bài tập ở đây thì chúng ta có bài 1.8 cho đến bài 1.16 1.8 này gọi x là tập hợp các quốc gia tiếp giáp với Việt Nam hãy liệt kê các phần tử của tập hợp x và biểu diễn tập x bằng biểu đồ ven như vậy các quốc gia tiếp giáp với Việt Nam đây là một cái kiến thức địa lý cho nên chúng ta cần phải tìm hiểu lại địa lý đúng không ạ như vậy ở đây chúng ta thấy x là tập hợp các quốc gia mà tiếp giáp với Việt Nam ấy thì chúng ta biết là Việt Nam thì tiếp giáp với lại Trung Quốc, Lào và Campuchia. Do đó cái tập hợp x của chúng ta sẽ gồm những phần tử sau này. À, tập hợp x bài 1.8. Tập hợp x thì sẽ gồm các phần tử là Trung Quốc. Trung Quốc này. Lào và việt à, nào và Campuchia, Đó. Trung Quốc nào và Campuchia. Đó. Như vậy Việt Nam là tiếp giáp với ba quốc gia này. Liệt kê các phần tử của tập hợp X và biểu diễn tập X bằng biểu đồ Ven như vậy. Tập X gồm các phần tử. À, chúng ta sẽ có là x là tập hợp các quốc gia tiếp giáp với Việt Nam chúng ta nên chép cái câu đấy ra gọi x này là tập hợp các quốc gia tiếp giáp với Việt Nam chấm suy ra x gồm các phần tử oh, biểu đồ ven này biểu đồ ven biểu đồ ven thì chúng ta sẽ vẽ một cái hình phẳng như thế này nhớ là hình phẳng khép kín sau đó ta ghi tên vào đây Trung Quốc Nào Campuchia Đó là biểu đồ ven Rồi chúng ta sang bài 1.9 Ký hiệu E là tập hợp các quốc gia Tại khu vực Đông Nam Á A. Nêu ít nhất hai phần tử thuộc tập hợp E B. Nêu ít nhất hai phần tử không thuộc tập hợp E C. Liệt kê các phần tử thuộc tập hợp E. Tập hợp E có bao nhiêu phần tử? Như vậy ở đây chúng ta cũng bài toán cũng hỏi chúng ta về kiến thức địa lý. E là tập hợp các quốc gia tại khu vực Đông Nam Á. Vậy đầu tiên chúng ta nên liệt kê lại những cái quốc gia mà thuộc cái khu vực Đông Nam Á là những quốc gia nào, ta cần phải tìm hiểu lại. Sau đó chúng ta sẽ lấy là các cái ít nhất là hai phần tử thì có nghĩa là chúng ta có thể lấy hai quốc gia hoặc là ba quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á không? nêu ít nhất hai phần tử không thuộc tập hợp E như vậy chúng ta có thể nêu ra hai hoặc ba quốc gia là không thuộc vào cái khu vực Đông Nam Á này và C là chúng ta liệt kê ra các cái quốc gia thuộc cái khu vực Đông Nam Á tức là để liệt kê ra tập E và từ đấy là chúng ta đếm số phần tử của E thì chúng ta sẽ kết luận được bài toán thì chúng ta biết là những cái quốc gia mà thuộc khu vực Đông Nam Á thì chúng ta có là Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Malaysia, Indonesia, Singapore, Myanmar, Nào, Campuchia, Đông Timor và Brunei như vậy bây giờ để thể hiện cái câu A là nêu ít nhất hai phần tử thuộc tập hợp E thì chúng ta sẽ có là uh, hai phần tử thuộc tập hợp E đúng không? thì chúng ta có E là chúng ta sẽ có phần tử là ví dụ chúng ta đặt ở đây là một cái tập A, đó, tập A này gồm có này, Ở Việt Nam đúng không? Việt Nam ít nhất là hai chúng ta ghi hai hoặc ba cũng được. Việt Nam, Thái Lan. Đó. Thì đây là chính là cái tập A này nó chính là tập con của tập E đây, đúng không ạ? và chúng ta có hai cái phần tử này là thuộc tập hợp E. Đúng Đó, hoặc là các bạn có thể ghi đây hoặc là chúng ta cũng có thể viết là một cái cách trình bày khác nữa. Chúng ta không muốn viết như thế này thì chúng ta cũng có thể ghi là Việt Nam, uh, Thái Lan, đấy chúng ta chỉ cần ghi như thế thôi. Mong hai uh, phần tử thuộc E như vậy là Thái Lan thuộc vào E này. Thái Lan uh, thuộc vào tập E ở Việt Nam thuộc vào tập E. Thuộc vào tập E. Rồi ý B à chúng ta sẽ viết ra gì ạ? Ý B là uh, liệt kê uh, nêu ít nhất hai phần tử không thuộc tập hợp E. Ví dụ chúng ta lấy những cái quốc gia mà nó không thuộc hẳn, ví dụ như là um, Pháp, Anh, Mỹ gì đó, đúng không? Như vậy chúng ta có thể lấy là Anh này thì không thuộc vào tập E, đúng không? hay là pháp thì cũng không thuộc vào tập e đó tự thế c này liệt kê các phần tử thuộc tập e đó, các phần tử thuộc tập e như vậy ở đây chúng ta liệt kê ra e gồm có các phần tử đó là 11 quốc gia đúng không việt nam này có viết này việt nam này thái lan thái lan Được chưa philippines philippines này Malaysia, Malaysia này, Indonesia, Myanmar, Myanmar này, rồi Singapore, Singapore này, um, Lào, Lào này, Campuchia. Campuchia, Đông Timor, Đông Timor, Đông Timor là cái nước mà chúng ta ít nghe thấy nhất, Đông Timor này, và Brunei, Brunei. ta đếm cho đủ 11 quốc gia chưa, 1 này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, và như vậy đã đủ 11 quốc gia, thì như vậy là số phần tử của tập E ở đây thì chúng ta có E, tức là số phân tử của E thì bằng 11. Rồi đấy là câu 1.9. Giờ chúng ta sang câu tiếp theo là câu 1.10. Câu 1.10 thì người ta yêu cầu chúng ta là hãy viết tập hợp sau bằng cách nêu tính chất đặc trưng của các tập hợp. Ở đây chúng ta có là viết tập hợp sau. ạ? Như vậy chúng ta có cái tập 1.10, tập A là gồm các phần tử là 0, 4, 8, 12, 16. Người ta yêu cầu chúng ta là nêu tính chất đặc trưng cho các phần tử. Vậy thì tính chất đặc trưng mình phải nêu như thế nào để cho khi mà người ta liệt kê ra dựa vào cái tính chất đặc trưng đó thì ta chỉ thu được những cái phần tử mà đề bài cho như thế này thôi. Như vậy ở đây chúng ta quan sát các cái phần tử này, người ta thấy các phần tử nó có dạng là thứ nhất đó là các số chẵn. Đúng? Ngoài số chẵn ra thì ta thấy nó là 0 này, 2 4 6 8 12 14 16 Nhưng đây nó lại không phải là các số chẵn liên liên tục như thế. Không? thì ở đây chúng ta thấy là ngoài cái đặc điểm số chẵn là chúng ta thấy là các cái số này còn có đặc điểm là chia hết cho 4. Đúng không? 4 chia cho 4 nhé. 4 x 2 là 8, 4 x 3 là 12, 4 x 4 là 16, đúng không? Và 0 chia cho 4. Vậy thì ở đây chúng ta có thể chỉ ra tính chất đặc trưng ở đây này, A này, A này, bằng này, đúng không? Các cái uh, số, ở đây đều là số tự nhiên, vậy ta ghi là N thuộc N. Đấy, sao cho là gì? N chia hết cho 4. Đúng không? Chia hết cho 4. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy là nó chỉ lấy đến 16 thôi. Vậy chúng ta ghi là N phải nhỏ hơn 17 chẳng hạn. Đó. Vừa chia hết cho 4 mà vừa phải nhỏ hơn 17 và vừa phải thuộc số tự nhiên. Vậy khi chúng ta liệt kê ra thì chúng ta chỉ có thể là những cái phần tử này mà thôi. Đấy chính là chỉ ra tính chất đặc trưng. Rồi chúng ta sang câu 1.11. 1.11 này. Trong các tập hợp sau, tập nào là tập rỗng? Thì để biết tập nào là tập rỗng thì chúng ta phải đi tìm xem là các cái tập này nó có phần tử không? nếu nó có phần tử thì thì chúng ta thấy được tập đó không phải tập rỗng còn nếu như nó không có phần tử nào cả thì nó sẽ là tập rỗng. Thì ở đây chúng ta có là uh, tập A là gồm những cái phần tử x thuộc vào tập số thực sao cho x bình trừ 6 bằng 0. Còn B là tập các cái phần tử x mà thuộc tập số nguyên sao cho x bình trừ 6 bằng 0. Đó. Như vậy trước tiên thì chúng ta để tìm được các cái phần tử của cái tập A và tập B. Ấy, thì chúng ta phải đi giải cái phương trình trước. Ở đây ta có cái phương trình là x bình phương trừ 6 bằng 0. Vậy dẫn tới là chúng ta có x bình phương sẽ phải bằng 6. Và chúng ta sẽ thu được là x sẽ phải bằng căn 6 hoặc là x bằng âm căn 6. Đó, như vậy căn 6 và âm căn 6 thì đều là các cái số vô tỉ, đúng không? Và số vô tỉ thì nó phải thuộc vào cái tập số thực. Như vậy ở đây ta có là anh này là thuộc vào tập số thực R nhưng mà lại không thuộc vào tập số nguyên. Như vậy dẫn tới là điều gì? Dẫn tới là ở tập A và tập B này thì đều thỏa mãn cái phương trình x bình 6 bằng 0. Nhưng nếu x thuộc tập số thực thì A sẽ có phần tử. Nhưng mà x thuộc tập số nguyên Z thì B sẽ không có phần tử. Vì vậy lúc này chúng ta sẽ có là A sẽ gồm các cái phần tử là căn 6 và trừ căn 6. Còn B không có phần tử nào cả, cho nên B sẽ bằng rỗng. Như vậy thì trong các cái tập sau với tập nào là tập rỗng, vậy ta có là vậy B là tập rỗng. Chúng ta có thể trả lời. Vậy B là tập rỗng. B không có cái phần tử nào thỏa mãn cả, cho nên là nó là tập rỗng. Đấy là câu 1.11. Bây giờ ta sang câu tiếp theo là thì bài yêu cầu chúng ta là cho x là gồm các cái phần tử A, B các cách viết sau đúng hay sai giải thích kết luận đưa ra A này, A thuộc x A ở đây A là tập con của x đấy, A đây là tập con của x đấy. ở đây là phần tử A là tập con của x, đây là tập gồm có phần tử A là tập con của x và rỗng thuộc vào x. Thế bây giờ chúng ta làm thế nào để biết là cách viết đúng hay sai? Đầu tiên chúng ta phân biệt này, đây là ký hiệu cho tập con. Mà tập con thì là chúng ta so sánh các tập hợp với nhau. Mà khi so sánh các tập hợp thì chúng ta lưu ý trong cái phần ký hiệu đó là các tập hợp thì phải ký hiệu bằng chữ cái in hoa. Còn các phần tử thì viết bằng chữ cái in thường. Thì ở đây chúng ta thấy này, AB là các cái phần tử của tập hợp X. Vì vậy nếu như chúng ta viết A như thế này thì chúng ta hiểu là đây là phần tử A mà phần tử A thì là phần tử thuộc tập X chứ không phải là tập con của tập X. Đó, như vậy cách viết A này là cách viết sai. Đó. Thì chúng ta có x này gồm những cái phần tử là a và b đó như vậy ý a ở đây là viết là a nằm trong x là viết sai đấy viết đúng lại là chúng ta sẽ phải viết là viết đúng phải là a thuộc vào x bởi vì a ở đây nó là một cái phần tử của tập x cho nên là khi viết như thế này thì chúng ta phải dùng cái ký hiệu thuộc chứ không dùng ký hiệu tập con được B. Ở đây chúng ta có A. Đây là tập gồm phần tử A là tập con của X. Thì đây là một cách viết đúng. Viết đúng. Viết đúng là bởi vì ở đây A là, nó là một cái tập con. Đúng không? A là một cái tập con nằm trong phần tử X. Vì vậy nên ta có là vì là A là thuộc vào tập A. Đúng không? đấy và a cũng thuộc vào x đó như vậy chúng ta sẽ có là tập a này là tập con của x đúng không đó. a là thuộc a nhé vậy suy ra là với mọi a thì ta đều thuộc x đúng không với mọi a thuộc vào cái tập a đấy ta ghi cụ thể ra chỗ này với mọi a thuộc vào tập a với mọi a này thuộc vào cái tập a đúng không thì A cũng thuộc vào x. Đấy. Do đó chúng ta sẽ kết luận rằng là cái tập gồm có phần từ A này là tập con của x. Ta tiếp theo C này, rỗng thuộc x. Vậy ta biết là rỗng nó là một cái tập hợp. Vậy thì nếu là tập hợp thì chúng ta không thể dùng thuộc được. mà chúng ta phải dùng cái khái niệm là tập con. Ông vậy lúc này chúng ta sẽ có là ta có IC rỗng này thuộc tập X là một cái cách viết sai. Cái cách viết này viết sai. Mà chúng ta sẽ phải viết là rỗng nằm trong X. Đó, tức là rỗng là tập con của X. Đúng không? Viết lại Rồi, chúng ta sang câu 1.13. Cho này, A gồm các phần tử là 2, 5, B gồm phần tử là 5, X. C gồm phần tử là 2, Y. Tìm X, Y để A bằng B bằng C. Như vậy muốn A bằng B mà lại bằng luôn C thì các cái phần tử này chúng phải bằng nhau. Đúng không? Vậy ở đây tập A là gồm phần tử là 2, 5 rồi. Vậy B cũng phải có phần tử là 2 năm và C cũng phải có phần tử là 2 năm. Vậy do đó tập B này thì x bắt buộc phải là 2 và đây là y bắt buộc phải là 5. Đúng không? Đó là bài 1.13. 1.13 này thì đây ta có là A gồm có phần tử là 2 năm này. B gồm có phần tử là 5x. C gồm có phần tử là 2y. Đó. Như vậy từ đây chúng ta có là a bằng b khi và chỉ khi này mọi cái phần tử a bất kỳ thuộc vào tập a thì suy ra a cũng phải thuộc vào tập b và đồng thời mọi cái phần tử b mà thuộc vào tập đây tập a nhé, mọi phần tử b mà thuộc vào tập b thì b cũng phải thuộc vào tập a. Từ đây chúng ta suy ra là À, x phải bằng 2 đúng không? Thế là x phải bằng 2. x phải bằng 2. Đó, tương tự như thế. Tương tự thì ta sẽ suy ra là y phải bằng bằng 5. Rồi, thì đấy chính là tức là khi mà chúng ta muốn tìm các các phần tử Uh, muốn hai cái tập hợp bằng nhau á thì các cái phần tử chúng là phải trùng nhau ở mọi phần tử. Rồi chúng ta sang câu tiếp theo là câu 1.14. 1.14 thì đề bài yêu cầu là uh, liệt kê các phần tử của hai tập hợp A và B. Đó. Uh. 1.14 này. Thứ nhất là ý A. Ta có này. A là tập gồm các cái phần tử x thuộc vào số nguyên z sao cho là x nhỏ hơn 4. Vậy từ đây chúng ta sẽ có là A gồm những cái phần tử sau này thuộc vào số nguyên mà nó lại phải nhỏ hơn 4. Đúng không? Vậy thì các cái giá trị nhỏ hơn 4 có thể là chấm chấm âm 3, âm 2, âm 1. Không, 0, 1, 2, 3. Đó. Nó là số nguyên và đồng thời nhỏ hơn 4. Như vậy đây là những cái phần tử thuộc tập A. Bây giờ tập B của chúng ta gồm những phần tử sau. Thứ nhất là x thuộc vào số nguyên z sao cho này. 5x trừ đi 3x bình phương nhân với là x bình phương cộng với 2x trừ đi 3 phải bằng 0. Như vậy để tìm được cái phần tử của tập B này thì chúng ta cần phải đi giải cái phương trình trong đây. Đã, chúng ta sẽ phải giải phương trình để chúng ta tìm được B. Như vậy đây chúng ta sẽ giải cái phương trình này để ta tìm các phần tử của tập hợp B. Phương trình ở đây của chúng ta có là 5x trừ đi 3x bình phương nhân với x bình phương cộng với 2x 3 2x 3 bằng 0 thì đây là một cái phương trình dạng tích thì để giải cái phương trình dạng tích này chúng ta sẽ đưa về thành hai cái phương trình 5x 3 x bình phương bằng 0 hoặc là x bình phương cộng với 2x 3 bằng 0 5x 3 x bình bằng 0 thì chúng ta sẽ nhóm được x ra làm chung như vậy đây ta sẽ có x nhân với 5 trừ đi 3x bằng 0. Và x bình cộng với 2x trừ 3 thì chúng ta có cái hệ số ở đây là hệ số x bình là 1 này. Hệ số của x là 2 và hệ số trừ 3 như vậy ta có là 1 cộng 2 trừ 3 bằng 0. Vì vậy cái phương trình này sẽ có một nghiệm bằng 1 và một nghiệm là âm 3 phần 1 tức là bằng âm 3. Sau đó ở đây chúng ta sẽ tương đương với x bằng 1 hoặc là x bằng âm 3 luôn. Còn với cái phương trình x nhân với 5 trừ 3x thì chúng ta sẽ có được ngay nghiệm ở đây sẽ là x bằng 0 hoặc là x bằng 5 phần 3. Vậy từ đây chúng ta sẽ có tập B gồm các cái phần tử trừ 3, 0, 5 phần 3, 1. Rồi, như vậy chúng ta đã tìm được các cái phần tử của A và các cái phần tử của B hoàn thành xong câu A là liệt kê các phần tử của tập A và B Câu B này hãy xác định các tập hợp A giao B, A hợp B và A trừ B Như vậy ở đây chúng ta chỉ cần giữ lại các cái phần tử của A và B Vậy với cái tập A thì chúng ta sẽ có các cái phần tử Đây là các cái phần tử của tập A Và đây là các cái phần tử của tập B Bây giờ chúng ta cần lấy là A sau với B. Không, ừ, A sau B là những cái phần tử chung của cả A và B. Vậy ta có ý B. A giao với B lúc này sẽ bằng. Ta nhìn các cái phần tử. Ta đi tìm các phần tử chung. Thì trong hai cái tập A và B này thì cái tập B là nó có ít phần tử hơn. Do đó chúng ta sẽ nhìn vào các phần tử của B để chúng ta tìm những cái phần tử chung. Ở đây ta có trừ 3. A cũng có trừ 3. Vậy trừ 3 là phần tử chung. B có 0, A cũng có 0, như vậy 0 là phần tử chung. B có 5 phần 3, nhưng mà A không có 5 phần 3, cho nên A 5 phần 3 không phải là phần tử chung. 1 thuộc B và 1 ở đây cũng thuộc A, như vậy 1 là phần tử chung. Do đó A giao B sẽ gồm là bằng các phần tử trừ 3, 0, 1. Như vậy ta có trừ 3, 0, 1. Tiếp theo chúng ta cần phải tìm là A hợp B. A hợp với B. A hợp B là những cái phần tử thuộc cả A và B. Như vậy trong các cái phần tử này thì chúng ta sẽ lấy cái tập mà có nhiều phần tử nhất và chúng ta bổ sung thêm cái phần tử mà không thuộc vào cái tập nhiều phần tử này. Như vậy vừa rồi chúng ta phân tích thì chúng ta thấy là ba cái phần tử trừ 301 của cái tập B này nó thuộc luôn A rồi, chỉ có phần tử 5/3 là không thuộc tập A thôi. Vậy thì cái tập hợp này chúng ta sẽ chép lại tất cả những cái phần tử của tập A và chúng ta thêm 5 phần 3 nữa thì chúng ta sẽ được A hợp B. Vậy lúc này ta sẽ có các phần tử này. Trừ 3, không? trừ 2, trừ 1, 0, 1, 5 phần 3, 2, 3. Và đấy chính là hợp. Bây giờ chúng ta tìm sang đến hiệu A trừ B hiệu của tập A trừ tập B này thì nó sẽ bằng là hiệu thì chúng ta sẽ lấy các cái phần tử nằm trong tập A. Sau đó chúng ta loại đi những cái phần tử chung với cái tập B này, tức là loại đi cái phần giao này này thì chúng ta sẽ được hợp. Vậy thì chúng ta sẽ chép lại tất cả những phần tử của tập A nhưng mà chúng ta gạch bỏ đi những cái phần tử thuộc tập giao. Như vậy lúc này ta gạch đi trừ 3 này. Gạch đi 0 và gạch đi 1, gạch trừ 3, gạch 0 và gạch 1. Do đó lúc này hiệu của A trừ đi B lúc này sẽ bằng à, gạch trừ 3 rồi. Như vậy chúng ta có trừ 4 này. Rồi chúng ta đến trừ 2 luôn. Đó, rồi đến trừ 1. Gạch 0 rồi. À, chúng ta gạch tiếp là 1 nữa. Như vậy chúng ta còn lại là 2, 3. Ở đây chính là các cái phần tử hiệu A trừ B. Chúng ta nhắc lại này. A trừ B là chúng ta viết lại các phần tử của A. Sau đó chúng ta gạch bỏ những cái phần tử thuộc vào tập giao A giao B đi. Như vậy ta gạch bỏ trừ 3, gạch bỏ 0 và gạch bỏ 1. Vậy trừ 3, 1, 0 gạch đi. Còn lại chúng ta sẽ có trừ 3 này, 1 này đó, và 0. Đó, chúng ta xong câu số 1.14. Bây giờ chúng ta sang câu 1.15. Ở câu 1.15 thì đề bài yêu cầu chúng ta là xác định các tập hợp sau và biểu diễn chúng trên tập số. Ở đây chúng ta có 1.15. Thứ nhất là chúng ta cần đọc đúng các cái tập hợp này để chúng ta xác định đúng. Ở đây câu A người ta yêu cầu chúng ta tính là giao của hai tập hợp. Vậy thì để biểu diễn giao hai tập hợp thì trước tiên chúng ta biểu diễn từng tập hợp một trên trục số sau đó thì chúng ta sẽ đi tìm những cái phần chung của hai cái tập hợp này thì chúng ta thu được giao vậy ở câu a này chúng ta sẽ có tập thứ nhất là nửa khoảng từ trừ bốn cho đến một giao với nửa khoảng từ 0 đến ba bằng thì để tìm được cái tập này để tìm được cái tập này thì chúng ta sẽ biểu diễn hai cái tập rời nhau trên trục số. Tập thứ nhất là trừ 4 đến 1. Trừ 4 đến 1. Và ta gạch bỏ cái phần không thuộc cái tập này đi. Tập tiếp theo là từ 0 đến 3. 0 đến 3. Rồi, ở đây chúng ta cần phải chỉnh lại. Ta kẻ hai cái trục này song song với nhau nhé. Cho nó dễ hình dung. Sau đó ta dóng cái 1 xuống đây. Và dóng 4 xuống. Ta được 4 này trừ 4 nhá, trừ 4 1. Đó. Tiếp theo này chúng ta sẽ lấy 0 và 3, như vậy 0 nó sẽ nằm ở đằng trước 1. Đó. và đằng sau trừ 4 tức là 0 nằm giữa trừ 4 và 1 này. 3 thì nằm sau 1 ở đây, 3 ở đây. 0 3, như vậy đây là ngoặc vuông tại 0 và ngoặc tròn tại 3. Bạch bỏ những phần mình không lấy Rồi hai tập. Bây giờ chúng ta sẽ gióng cái 0 này xuống dưới dòng cái ba này xuống. Vậy lúc này chúng ta sẽ còn những cái phần tử nào? Ta gạch bỏ những cái phần mà không phải phần chung. Như vậy chúng ta gạch bỏ hết. Thế lúc này cái phần chung của chúng ta là cái phần này. Đấy, phần chung là cái đoạn này, là cái đoạn chung. Đoạn chung tức là những cái phần tử thuộc cả hai tập này. Do đó lúc này chúng ta sẽ thu được kết quả là đoạn từ 0 đến 1 đoạn từ 0 đến 1. Thì đấy chính là giao của hai tập. Câu B. Câu B thì bài toán yêu cầu chúng ta là tìm hợp của hai tập. Đúng không? Hợp của hai tập. Thì chúng ta sẽ cũng biểu diễn hai cái tập này trên trục số để chúng ta có thể tìm được hợp của hai tập. Câu B ta có này. Nửa khoảng từ 0 đến 2 hợp với nửa khoảng từ trừ 3 đến 1. Như vậy ta vẽ trên trục số với tập thứ nhất 0 đến 2. Với tập thứ nhất thì chúng ta cứ vẽ tùy ý. 0 đến 2 này. Còn cái tập thứ hai thì chúng ta sẽ cần phải gióng các cái giá trị này để chúng ta lấy cái phần 0 ở đây để chúng ta lấy. Đây là 2. Rồi bây giờ chúng ta lấy là trừ 3 đến 1. Như vậy trừ 3 nó nằm bên trái không? Trừ 3 và 1 nằm giữa trong khoảng 0, 2. Đây là 1. Ta sẽ dùng ngoặc vuông tại 1 này. Và ngoặc tròn tại trừ 3. Cạch bỏ như cái phần không thuộc cái tập này. Thế khi đó thì chúng ta sẽ lấy hợp là gì? Hợp là những cái phần mà lấy cả thuộc tập thứ nhất hoặc là thuộc tập thứ hai là đủ như vậy cái phần chung này chúng ta sẽ chỉ cần viết một lần và cái phần ở đây chúng ta thấy là đây chính là cái phần phần thuộc tập này mà không thuộc tập kia nhưng trong hợp thì nó lại nằm trong hợp tương tự phần này cũng thế à, như vậy thì kết hợp tại chúng ta sẽ có là từ trừ ba cho đến đến hai là chúng ta lấy vậy kết quả ở đây của chúng ta sẽ là trừ ba đến hai đó, đấy là kết quả của hợp, tức là chúng ta lấy những cái phần tử hoặc là thuộc tập thứ nhất hoặc là thuộc tập thứ hai. Do đó chúng ta sẽ lấy cái phần rộng nhất khi kết hợp hai tập lại. Bây giờ ý C. Ý C người ta yêu cầu chúng ta lại đi tìm giao, chúng ta làm tương tự. Bây giờ để tìm giao thì chúng ta sẽ phải tiếp tục là biểu diễn trên trục số. Ở đây chúng ta có khoảng từ trừ -2 đến 1 giao với cái nửa khoảng từ trừ vô cực đến 1. Như vậy chúng ta biểu diễn cho khoảng thứ nhất từ trừ 2 đến 1. Cạch bỏ phần không lấy. Tiếp cái trục thứ hai chúng ta kẻ song song với trục thứ nhất và chúng ta gióng. Gióng cái rồi trừ 2 1. Bây giờ ta lấy từ trừ vô cực đến 1. Đây là trừ vô cực đến 1. Đây là một, chúng ta dùng vào vuông. Yêu cầu bài toán là tìm giao. Như vậy chúng ta chỉ lấy những phần chung thôi. Cho nên lúc này, giống như này, chúng ta sẽ phải gạch bỏ cái phần này. Nó sẽ không phải là phần chung. Như vậy phần chung của chúng ta sẽ là từ trừ 2 cho đến 1. Nhưng mà ngay tại một này, chúng ta lưu ý này. Ngay tại một này thì cái phần chung là gì? À, chúng ta thấy là tại trừ 2 thì chúng ta phải dùng ngoặc tròn thì nó sẽ là phần chung và tại một này chúng ta cũng phải dùng ngoặc tròn thì nó sẽ là phần chung bởi vì nếu ngoặc vuông thì rõ ràng cái một nó thuộc cái tập thứ hai nhưng nó lại không thuộc tập thứ nhất do đó chỗ này chúng ta sẽ dùng là trừ 2 cho đến 1 rồi d d ở đây chúng ta có là r trừ đi cái nửa khoảng là âm vô cực đến 3 vậy ta có này D. R tức là ta tìm hiểu. R là tập số thực này, trừ đi nửa khoảng từ trừ vô cực đến 3. Bằng. Bây giờ chúng ta biểu diễn đối với R là nó là toàn bộ cái trục số thực R rồi, cho nên chúng ta không cần biểu diễn cái tập R nữa mà ta chỉ cần biểu diễn cái tập thứ hai này thôi, cái tập là trừ vô cực đến 3 này thôi. Như vậy ở đây ta có này, trừ vô cực đến 3. Ta gạch bỏ cái phần này. Vậy ở đây khi chúng ta lấy R là cái tập mà chứa cái tập từ trừ vô cực đến 3 này. Ông do đó cái phần mà chúng ta trừ đi nó chính là cái phần chúng ta đã gạch bỏ ở đây. Đó vì R là toàn bộ cái trục này. Đấy đem trừ đi cái cái tập nửa khoảng từ trừ vô cực đến 3. Vậy thì cái phần còn lại này, cái phần chúng ta đã gạch bỏ nó chính là kết quả của phép toán hiệu hay nó chính là cái phần bù của cái tập R trừ đi cái nửa khoảng trừ vô cực đến 3. Vậy cái phần gạch đi này của chúng ta sẽ là đấy ngoặc tròn từ 3 cho tới dương vô cực. Rồi và đấy là kết quả của bài 1.15. Bây giờ chúng ta sang bài 1.16. để bài như sau này. Cho à, để phục vụ cho một hội nghị quốc tế. Ban tổ chức huy động 30 năm người phiên dịch tiếng Anh. 30 người phiên dịch tiếng Pháp, trong đó có 16 người phiên dịch được cả hai thứ tiếng Anh và Pháp. Hãy trả lời các câu hỏi sau. A, ban tổ chức đã huy động bao nhiêu người phiên dịch cho hội nghị đó? B, có bao nhiêu người chỉ phiên dịch được tiếng Anh? C, có bao nhiêu người chỉ phiên dịch được tiếng Pháp? Như vậy ở đây bài này người ta yêu cầu chúng ta là một cái bài toán thực tế cũng để chúng ta vận dụng cái điều này. Để chúng ta đọc kỹ lại yêu cầu bài toán để chúng ta tìm ra cách để chúng ta có thể ra được đáp án trả lời cho bài này. Vậy ở trong cái đề này thì chúng ta thấy rằng là đề bài sẽ có hai cái đối tượng đó là người phiên dịch được tiếng Anh và người phiên dịch được tiếng Pháp. Do đó ở đây nếu như chúng ta gọi cái tập hợp những người phiên dịch được tiếng Anh là tập A và tập hợp những người phiên dịch được tiếng Pháp là tập hợp B thì khi đó chúng ta sẽ có số phần tử của tập A sẽ là 35 và số phần tử của tập B sẽ là 30 và 16 người phiên dịch được cả hai thứ tiếng có nghĩa là A giao B lúc này sẽ bằng là có số phần tử là bằng 16 đúng không? Vậy từ cái cơ sở đó chúng ta sẽ tìm ra được là số người mà uh, hội nghị đã đã huy động. Đúng không thì để làm bài này trước tiên là chúng ta sẽ và thể hiện bằng một cái biểu đồ ven như thế này để chúng ta hình dung giả sử ở đây chính là A là tập hợp những người mà phiên dịch tiếng Anh và B là tập hợp những người phiên dịch tiếng Pháp thì khi đó chúng ta sẽ có một cái phần chung ở đây cái phần chung này bây giờ chúng ta sẽ gạch chéo cái phần chung này để chúng ta phân biệt cái phần chung này đây chính là giao của A giao B đây là chính là phần giao của hai cái tập A và B. Đó. Vậy bây giờ chúng ta gọi này, A ba năm người. Bây giờ ta gọi B là người phiên dịch được, người phiên dịch à, tiếng Pháp. B là người phiên dịch tiếng Pháp. Vậy khi đó chúng ta sẽ có số phần tử của B lúc này sẽ bằng là 30. Số phần tử của B bằng 30. Có 16 người phiên dịch được cả hai thứ tiếng. Vậy khi đó, do này, có 16 người phiên dịch được cả hai thứ tiếng. Phiên dịch được cả hai thứ tiếng. Cho nên chúng ta suy ra là số phần tử của A giao B sẽ bằng 16 sáu. phiên dịch cả hai thứ tiếng thì sẽ là số phần tử của a giao b. như vậy với hai cái uh, tập hợp a và b như thế này thì chúng ta sẽ có là số phần tử của a hợp b tức là số lượng người mà tham gia đây đúng không? a hợp b chính là số lượng người mà đã tham gia phiên dịch cho hội nghị thì sẽ phải bằng số phần tử của a cộng số phần tử của b trừ đi số phần tử của A giao B. Vậy lúc này ta sẽ bằng là 35 cộng với 30 trừ đi 16 và rút gọn đi ta sẽ thu được 30 trừ đi 16 thì chúng ta sẽ còn lại là 14. 14 cộng với lại 35 thì ta được là 49. 49. Như vậy là chúng ta kết luận ở đây là vậy là số người phiên dịch đã huy động cho hội nghị đó là 49. À, ta kết luận vào đây. Vậy số người phiên dịch cho hội nghị đó là 49. chín. À, chúng ta xóa cái biểu đồ ven này đi. Vậy này. Số người phiên dịch cho hội nghị đó là 49. Phiên dịch cho hội nghị đó là 49 đó, là 49 nhé thì cái a hợp b đó, a hợp b chính là cái số uh, số phần tử của a hợp b chính là cái số người phiên dịch cho hội nghị chúng ta xong ý a ý b ý b là đề bài họ chúng ta là có bao nhiêu người mà chỉ xin phiên dịch được tiếng anh thì bây giờ chúng ta lấy cái số người tham gia phiên dịch cho hội nghị này Ta trừ đi số giao này để chúng ta sẽ có được người chỉ phiên dịch tiếng Anh. Đúng không? Đó. Như vậy người phiên dịch tiếng Anh là 30 năm. Đúng không? À ta lấy 30 năm trừ đi cái phần giao này. Thì chúng ta sẽ ra được. Đúng không? Đây chúng ta vẽ lại cái biểu đồ ven lúc nãy thì chúng ta có. Thể hiện lại cái biểu đồ ven này. Đây là A. Đúng không? Và đây là tập B. Đó. Thì A ở đây chính là người phiên dịch tiếng Anh và B là người phiên dịch tiếng Pháp. Thì cái phần giao này chúng ta tìm ra bằng 16 người rồi. Trong khi đó là người phiên dịch tiếng Anh là 35. Vậy thì để tìm cái phần mà nó người chỉ có phiên dịch tiếng tiếng Anh thôi á, thì chúng ta đi tìm cái phần này đây. Ta tìm cái phần này. Vậy thì để tìm cái phần này chúng ta lấy là số phần tử của A trừ đi cái số phần tử của A giao B ở đây. Thì ta sẽ tìm được. Oh, do đó lúc này chúng ta sẽ có B này số người chỉ phiên dịch tiếng Anh số người này chỉ phiên dịch tiếng Anh chỉ phiên dịch tiếng Anh là này chúng ta sẽ có là n của um, a đúng không n của a trừ đi uh, n của a sau b như vậy chúng ta sẽ bằng là 10 uh, 30 năm trừ đi 16 như vậy rút gọn đi ta sẽ thu được là uh, 9 này 15 6 bằng 9 đúng không như vậy là ta còn 19 Đấy, 19 người rồi chúng ta sang cái ý tiếp theo bây giờ để bài họ là có bao nhiêu người chỉ phiên dịch được tiếng Pháp? Thì bây giờ chúng ta làm tương tự như thế. C. Số người chỉ phiên dịch tiếng Pháp. Số người chỉ phiên dịch tiếng Pháp. Số người chỉ phiên dịch tiếng Pháp thì sẽ là NB, tức là số phần tử của B này, trừ đi số phần tử của A giao B. Như vậy ở đây chúng ta có là NB là bằng 30 trừ đi 16. 30 trừ đi 16 ta bằng 14 người. Như vậy số phần tử ở đây là bằng 14. Và đây là đáp số cuối cùng cho bài toán. Như vậy đây chính là những nội dung nằm trong bài số 2 mà chúng ta học trong chương trình toán 10.